Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 241, thể hiện lòng trung thành. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, cái chết của Lam Ngọc cũng có thể coi là một lời cảnh cáo với lão phu nhân, hy vọng bà ta tạm thời không động vào nàng. Hắn dừng lại rồi cười khẩy, nhưng đó là điều không thể, hiện nay tướng phủ đã đến bước đường cùng rồi, nàng nên biết thái phó ra tay với hổ gia, hạ anh nhiễm phải bảo vệ ngôi vị thái tử phi, không dễ vậy đâu. Ta biết, đại tiểu thư hồ gia chưa chắc sẽ đồng ý thương mai đáp hồ hạnh nhi mộ dung khanh ngẩng đầu nhìn cô hơi giống nàng thương mai giật mình hơi giống giống về diện mạo sao không là tính cách hoặc là sự việc từng trải qua trước kia nàng ấy ở hồ gia chỉ là một bé gái mồ côi bị bắt nạt nhưng bỗng chốc được lão gia tử tán thường còn tiếp quản sản nghiệp của hồ gia trở thành người nữ giàu nhất đại chu lòng thương mai chấn động nàng ấy từng bị thương không mộ dung khanh nhìn cô câu hỏi này của nàng có hàm ý gì không hả thương mai khó hiểu một lúc lúc trước ta kể với nàng chuyện của tam ca nàng hỏi người ta có từng bị thương không lần này nói tới hồ đại tiểu thư nàng cũng hỏi người ta có từng bị thương không sao nàng lại quan tâm vấn đề bị thương này đến vậy thương mai cười tươi giói ta là đại phu nàng ấy là người giàu có nếu từng bị thương hoặc để lại di chứng gì có lẽ ta có thể kiếm được tiên của nàng tham tiên Mộ Dung Khanh cười mắng. Audio điện tử võ tấn bền. Hai người ở với nhau hòa hợp khiến Thương Mai cảm thấy rất thoải mái. Đại tiểu thư Hồ gia này thật đáng để nghiên cứu. Nhưng Thương Mai cũng tự cười bản thân, có lẽ là do cô có di chứng, thấy ai có thay đổi tính tình lớn là lại nghĩ người này cũng xuyên không tới. Cô rất mong có người đồng hương. Đúng rồi, Thương Mai chợt nhớ đến sự khác thường của Lương Vương hôm nay. Lương Vương Điện Hạ hôm nay đột nhiên nói ta không cần tới trị liệu nữa, mà nhìn hắn có vẻ rất tức giận. Mộ Dung Khanh lãnh đạm trả lời, ừm, um, nàng đã nói với hắn nàng sẽ chữa nơi đó cho hắn phải không? Hắn thăm dò ta, ta tưởng Hoàng hậu đã nói với hắn rồi nên thừa nhận. Mộ Dung Khanh nhíu mày, nàng thông minh vậy chắc cũng nghĩ ra vì sao hắn lại giận đến thế chứ? Về kép ta là nữ nhân sao? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh gật đầu, đây là nguyên nhân thứ nhất, nàng là nữ đại phu cho dù là đại phu nhưng đồng thời cũng là hoàng thẩm thẩm tương lai của hắn sao hắn có thể để nàng chữa bệnh thứ hai chuyện này là nỗi đau trong lòng hắn hắn từng nghiêm lệnh hoàng hậu không được nói với bất kỳ ai hắn cũng không chấp nhận điều trị nhưng hoàng hậu lại bảo nàng tới chữa cho hắn sao hắn có thể chấp nhận được hơn nữa còn chưa hỏi ý kiến của hắn hoàng hậu nương nương không nói gì với hắn sao mộ dung khanh đáp có lẽ lúc hắn bị ốm đã từng ám chỉ hoàng hậu quá nóng lòng muốn hắn khỏi bệnh, vì vậy cho rằng hắn cũng nghĩ như thế. Hoàng hậu yêu con không có gì sai, bà ấy chỉ là không cân nhắc đến suy nghĩ của hắn, nhất là chuyện này có vẻ vang không. Hơn nữa hắn cho rằng hoàng hậu nói với nàng, chứ không phải nàng tự phát hiện nên mới giận. Thương Mai hơi ủ rũ, khó khăn lắm mới khiến Lương Vương tin tưởng cô, nhưng cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa điều cô lo lắng là nếu Lương Vương không đồng ý để cho cô chữa, sợ là hoàng hậu nương nương sẽ không tha cho cô vì cô đã biết bí mật của lương vương hoàng hậu bảo vệ con trai nên sẽ giữ bí mật này cho con không loại trừ khả năng sẽ giết người diệt khẩu cô nghĩ đến cảnh lộn xộn trong cung lòng không khỏi buôn bực cô không muốn chọc tới đám phi tần hoàng hậu đâu thương mai trở về tướng phủ với vẻ không vui cô hỏi quế viên hắn nghe nói có thể đến vương phủ thì rất vui đến để canh cửa sao được nô tài bằng lòng đi thương mai cười nói không vương gia nói tuổi ngươi còn nhỏ nên học chút gì đó chàng nói sẽ để ngươi đi theo tiên sinh kế toán học kỹ năng trước học kỹ năng quế viên mở to mắt hơi thở trở nên gấp gáp hơn đi theo tiên sinh kế toán học kỹ năng thật sự có thể sao thương mai hỏi ngươi có thích không có có nô tài muốn học quế viên cực kỳ hứng khởi nếu không phải hai chân bị thương thì hắn đã nhảy dựng lên rồi muốn học thì an tâm dưỡng thương đi Thương Mai nói. Nô tài biết rồi, nô tài nhất định sẽ cố gắng học. Quế viên gật đầu thật mạnh, khuôn mặt tái nhợt đây vui mừng và kích động. Lòng thương Mai lại cảm thấy rất nặng nề. Nhiều năm làm đặc công khiến cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Trực giác này dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô mà có, cho nên cũng không thể nói là vô căn cứ. Hành lang và hòn giả sơn bị nổ tung, chỉ có hạ thừa tướng nói vài câu tàn nhẫn với cô, sau đó không có chuyện gì xảy ra, khá là bất thường. Nhưng khi có tình huống bất thường thì có nghĩa là có khả năng sẽ có nguy cơ. Quả nhiên đêm hôm đó Du Ma Ma bị Hoàng hậu triệu vào cung. Khi rời sung, trời đã về khuya. Thương Mai vẫn chưa ngủ, chờ Du Ma Ma về. Sau khi Du Ma Ma về thì tới thẳng phòng của Thương Mai, nặng nề nói, Đại Tiểu Thư, hôm nay Lương Vương Điện Hạ vào cung nổi giận đùng đùng với Hoàng hậu Nương Nương, Bây giờ hoàng hậu nương nương rất căm hận người. Bà ấy nói gì? Mặc dù Thương Mai đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe Du ma ma luôn điềm tĩnh cũng phải nói nghiêm nghị như vậy thì lòng cô không khỏi nặng nề thêm. "Du ma ma đáp, ý hoàng hậu nương nương là để nô tỳ giám sát người, bà ấy sẽ lại làm công tác tư tưởng cho Lương Vương điện hạ, nếu đến cuối cùng mà Lương Vương điện vẫn không muốn chữa trị, bà ấy nói để nô tỳ hạ độc." Thương Mai cười khổ, việc trong dự liệu. Du ma ma lắc đầu, còn có một điều có lẽ đại tiểu thư không nghĩ tới, hoàng hậu nương nương đã không còn tin nô tỳ nữa, cho nên ngày mai sẽ có một thị vệ vào phủ, với cái danh tốt đẹp là bảo vệ đại tiểu thư, nhưng thực chất là để theo dõi đại tiểu thư và nô tỳ. Thương mai cao mày, thực xin lỗi, là ta đã liên lụy bà. Suma ma lắc đầu, nhìn thương mai, khẽ thở dài, không, là nô tỳ tự lựa chọn, nô tỳ không hối hận. Ma ma cũng biết thủ đoạn của hoàng hậu nương nương đó, Bây giờ bà không hối hận là vì chưa gặp tai họa, đến ngày đó ta sợ mama cũng sẽ trách ta." Thương mai phân tích theo bản chất của người bình thường, bây giờ mama nói không hối hận là vì vẫn tin có thể trở lại. Chí ít thì vẫn còn hy vọng với cô. Nhưng cô cũng không chắc vì bây giờ cô đã bị mai phục mọi mặt. ma mama nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt già nua lộ vẻ nhìn xa trông rộng, nô tỳ vào cung từ năm 13 tuổi, sống ở trong cung tới giờ, trong số nô tài thì cũng được coi là có danh lợi. Nhưng có lúc Nô Tỳ tự hỏi bản thân, đây có phải điều mình muốn không? Trốn thâm cung, số nô tài được chết an lành không nhiều, đi theo chủ tử càng mạnh thì càng có kết cục bi thảm, vì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh cho chủ tử. Thương Mai nhìn bà, không nói gì. Nhưng dù ma ma chậm rãi quỳ xuống, Nô Tỳ chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ gặp được một người thật lòng coi Nô Tỳ là người nhà, bảo vệ Nô Tỳ bằng mọi giá. Nô Tỳ chưa từng bày tỏ tâm ý với Đại tiểu thư, bây giờ nguy cơ ập đến nô tỳ muốn nói với đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư không bỏ nô tỳ thì cả đời này nô tỳ sẽ không rời xa đại tiểu thư. Thương Mai đưa tay đỡ bà, nghiêm mặt nói, Mama, mau đứng lên đi, ta biết tâm ý của bà, ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của bà dành cho ta. Thật ra, từ bỏ cuộc sống xa hoa trong cung mà đến tướng phủ chịu khổ cùng ta, trải qua từng đợt âm mưu tính toán cũng đã làm khó bà. chương 242, Bệnh tình của Vương Du Du ma ma đứng dậy, trong lòng đủ thứ cảm xúc đan xen bà ta biết có lẽ mình đã lựa chọn sai rồi, vậy nên sự lựa chọn đó mới đem đến cho bà mối họa chết người. Nhưng bà ta cũng không biết tại sao bản thân mình lại bộp chộp mà lựa chọn như vậy, hơn nữa sau khi hoàng hậu nói ra những lời kia thì bà lại càng kiên định hơn. Bởi nếu hoàng hậu đã muốn giết đại tiểu thư, vậy sau khi đại tiểu thư ra đi thì người kế tiếp chắc chắn là bà ta. Bà đã đi theo hoàng hậu rất lâu rồi, hoàng hậu chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai biết được nhiều bí mật như vậy. Cho nên hành động tỏ rõ lòng trung thành của bà ta hôm nay ít nhiều gì cũng có xen lẫn những tính toán riêng. Rõ ràng là đại tiểu thư cũng biết điều đó, những nàng ta lại không vạch trần bà, dù ma ma rất biết ơn nàng vì đã giữ lại chút danh dự cho bà. Thương Mai đọc sách nguyên một ngày, cùng nghiên cứu thuật phi châm với liên thúy ngữ. Thuật phi châm là một loại kỹ thuật được ghi lại trong thuật kim châm, nó không giống với thuật phi châm truyền thống, thuật phi châm được nói đến ở đây là đâm kim xuống thật nhanh, mục đích là kích thích thần kinh và thúc đẩy tuần hoàn máu. Còn tại sao phải đâm thật nhanh và rút thật nhanh, việc này cũng có lý do. Trong sách có nói, việc giữ kim châm cứu trong một thời gian là tương đối nguy hiểm, vì không thể xác định được một cách chính xác khoảng thời gian giữ kim, nếu giữ lại quá lâu thì sẽ tạo nên tổn thương vĩnh viễn đối với thân kinh. Tất nhiên thương mai cũng biết rõ điều này, Trước kia cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề đó, thuật phi châm mà cô hiện đang nghiên cứu là sẽ bắt đầu đâm vào một huyệt trên kinh mạch, cũng đồng nghĩa với việc kích thích dây thần kinh để kích thích nhanh chóng hệ thống thần kinh trung ương trong não bộ, nhằm tạo ra phản ứng dây truyền giống hiệu ứng cánh bướm vậy, khởi động cơ chế tự chữa lành của cơ thể để tự chữa trị hệ thần kinh khắp cơ thể. Tư ý nghĩ tư duy tuyệt diệu như vậy khiến cô thấy vô cùng ngạc nhiên thán phục, cô cảm thấy tri thức về trung y của người viết ra cuốn thuật phi châm gần như đã vượt lên giáo sư Lâm lúc mới đọc được thì cô đã cho rằng điều là này không thể thực hiện được nhưng sau khi hiểu hết thì cô lại cảm thấy rất có khả năng sẽ thành công cô định sẽ thử nghiệm trước trên người của quế viên thuật phi châm không quá nguy hiểm bởi vì không giữ kim loại nên cũng sẽ không tốn thương đến cơ thể thử nghiệm là để xem thử tác dụng trị liệu ra sao tất nhiên là phải đợi đến khi vết thương của quế viên khỏi hẳn rồi mới có thể tiến hành thử nghiệm xương đùi bị gãy hẳn cũng dẫn đến tổn thương thần kinh nếu có thể dùng thuật phi châm để trị hết trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng có thể chữa cho Lương Vương bằng cách đó. Tuy bây giờ Lương Vương không cho phép cô tiếp tục chữa trị, nhưng Thương Mai tin tưởng rằng có một ngày hắn sẽ đồng ý thôi. Không ai sống trên đời mà lại hoàn toàn không có ước vọng gì, nếu Lương Vương đã có người trong lòng thì hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại thôi. Hôm sau quả nhiên có một tên thị vệ tuần chỉ ra cung đi tới Hạ Chí Uyển. Ti chức là Phan Đan, tuân theo lệnh của Hoàng hậu nương nương đến bảo vệ đại tiểu thư của phủ tướng quân. Người thị vệ tên Phan Đan ôm ngực chào cô. Thương Mai từng thấy hắn ta trong cung Hoàng hậu, trong dáng người tương đối gầy yếu, vì vậy cũng khiến người ta rất chú ý, luôn nghĩ người như hẳn sao lại có thể thăng tiến đến công việc quan trọng trong cung như thế chứ. Nhưng dù mama đã lén nói cho cô biết tên Phan Đan này rất là lợi hại, sự lợi hại đó không chỉ nằm ở võ thuật mà còn nhờ vào sự khôn ngoan khéo léo, cẩn trọng vô cùng của hẳn. Bước chân vào hạ chí uyển, Phan Đan hầu như rất ít khi lên tiếng, nhưng hắn lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của Thương Mai. Đao lão đại rất là đề phòng hắn ta. Hắn nói với Thương Mai rằng ánh mắt của tên Phan Đan đấy rất là gian xảo. Nhưng Tiểu Khuyên lại nói đao lão đại trướng mắt Phan Đan là vì tên này ăn quá nhiều, hơn nữa lúc nào cũng lựa thịt để ăn nên khiến hắn không ăn được bữa nào cho no nê. Thương Mai chỉ cười cười, dặn đao lão đại đừng gây sự với Phan Đan. Tô Thanh đột nhiên tới tìm cô. Đã lâu rồi Thương Mai không gặp Tô Thanh, hôm nay khi trông thấy hắn cô thật sự vô cùng kinh ngạc. Trông Tô Thanh tiêu tụy đi nhiều, như thể đã vài ngày rồi không được ngủ vậy, đến cả dâu cũng mọc ra lún phún. Hạ đại tiểu thư, xin hãy đi một chuyến tới kinh giao cùng ta, xin hãy cứu vương du. Tô Thanh vừa thấy cô thì liên cầu xin. Thương Mai hỏi, tình trạng của hắn thế nào rồi? Ngày một nghiêm trọng hơn, đến hôm nay đã không thể uống thuốc được nữa. Tô Thanh trả lời. Thương Mai rất muốn nói với hắn, nếu không thể ăn cơm uống thuốc thì dù cô có đi cũng đâu thể làm gì hơn được chứ, cô thật sự bó tay với Vương Du rồi. Nhưng rồi khi trông thấy vẻ mặt cầu xin của hắn, cô lại không nỡ lòng nào mà nói ra lời từ chối, được, ta đi với ngươi. Có lẽ cô có thể giúp Vương Du ra đi thanh thản. Đi đến vùng ngoại ô thì cô trông thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang đứng trước lông sắt. Tô Thanh không hề nói quá, bệnh tình của Vương Du thật sự rất nghiêm trọng, khuôn mặt hắn chảy chuộ bong chóc, hiện lên từng vết đốm lấm tấm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới thấy đó không phải vết nổi mẩn mà là vết bầm tím khi đụng chạm mạnh. Hắn nằm trơ trọi trong lông sắt, hai mắt trừng to, hốc mắt sâu hóm, cơ thể gây yếu như thể chỉ còn mỗi giã bọc xương. Có vẻ như hắn đang rất khó chịu, hay nắm tay siết chặt, lúc thì co do người lại, lúc thì nằm thẳng đưa ra, dường như đang phải chịu đựng một cơn đau đớn đến tột độ nơi cổ họng của hắn phát ra từng tiếng cục cục liên tục nuốt khan nơi khóe miệng không có lấy một hơi ẩm nào khô không khóc người phụ nữ kia đứng ngoài lồng sắt rơi nước mắt vẻ mặt nàng ta cũng vô cùng tiêu tụy đau khổ nàng ta là chị dâu của vương du tô thanh buồn bã nói hôm qua ta gọi nàng ấy tới đây nếu vương du nhất định phải chết ta hy vọng sẽ có người nhà ở bên chị hắn thật ra tô thanh tới tìm thương mai cũng là vì hy vọng cô sẽ có cách để vương du ra đi một cách thanh thản thôi chứ thật ra hắn cũng biết là không ai có thể cứu được Vương Du cả. Thương Mai đứng bên ngoài lông sắt nhìn Vương Du, cô thật sự không còn cách nào để cứu hắn ta cả. Tiêu Thác bưng một chén thuốc bước ra từ trong buông, trông thấy Thương Mai hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, đến rồi. Ưm Thương Mai trả lời, giọng khàn đặc, cảm giác bất lực thật sự rất tồi tệ. Tô tướng quân, người nói gì tìm đại phu, nàng ta chính là đại phu sao? Chị dâu của Vương Du hy vọng nhìn về phía Tô Thanh, trong đôi mắt hoe đỏ của nàng ta hiện rõ sự mong đợi. Tô Thanh gật đầu, nàng ta là đại phu. Nhưng hắn không thể nào thốt ra được câu khen rằng nàng ấy rất giỏi, bởi hắn biết rõ rằng dù có khen cỡ nào thì cũng hạ thương mai cũng chẳng cách nào cứu được. Chị dâu của Vương Du có vẻ rất thất vọng, nàng ta chưa trông thấy nữ nhân làm đại phu bao giờ. Đến cả một đại phu thật mà Tô Tướng Quân cũng không muốn mời tới sao. Nàng ta cho rằng Tô Thanh tìm một nữ nhân tới để trấn an nàng ta, vì vậy liên tức giận nói tiêu thác trả lời vương đại tẩu nàng ấy thật sự là đại phu thậm chí còn lợi hại hơn cả ngự y nữa nếu nàng ấy không có cách nào cứu vương du thì dù có mời ngự y tới đây cũng vô ích vương đại tẩu cười khổ lắc đầu thiếp thân biết các vị tướng quân cũng không muốn phải lo toan vì vương du hắn chỉ là một tên lính quèn thôi sao đáng để các người dốc hết sức lực chứ thương mai nghe thấy những lời nàng ta nói thì trong lòng có hơi khó chịu vương đại tẩu nếu bọn họ thật sự không thèm để tâm đến sống chết của vương du thì không cần phải vượt ngàn dặm xa xôi đưa hắn trở về ai cũng đều mong vương du sẽ khỏe lên nhưng thật sự thì trước mắt vẫn không có cách nào để trị khỏi bệnh này vương đại tẩu đau buồn nói xin lỗi cũng vì thiếp thân đã quá đau lòng nên đã nói bậy mong hai vị tướng quân thứ lỗi cho thương mai thấy nàng ta vẫn có vẻ không tin tưởng thì cũng im lặng nói nhiều thì cũng vô ích thôi bởi vì thật sự thì cô cũng không thể làm được gì Thương Mai thấy Vương Du đang rất khó chịu thì liên hỏi Tô Thanh, thuốc mê mà trước kia ngươi hay cho hắn dùng đâu? Sao không dùng nữa? Tô Thanh nói, có lúc hắn tỉnh táo lại đã câu xin bọn ta đừng dùng thuốc đó nữa, hơn nữa sau khi Vương Đại Tẩu tới đây thì lại càng kiên quyết hơn. Thương Mai nghe thế thì cũng vô cùng buồn bã, hẳn Vương Du đang mong rằng vào những lúc tỉnh táo trông thấy người thân ở bên mình thì sẽ được yên lòng hơn. chương 243, thu được chút manh mối. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có một người thị vệ tiến vào bẩm báo, bẩm tướng quân, thuộc hạ vừa trông thấy có rất nhiều binh lính đi ngang qua, hình như là đang đi về phía thôn Thạch Đầu. Rất nhiều sao, Tô Thanh nhíu mày hỏi lại, tới thôn Thạch Đâu làm gì? Thôn Thạch Đâu cách nơi này chỉ khoảng 3 dặm thôi, chỉ cần đi qua ngọn núi kia là tới. Không rõ nữa, bọn họ có khoảng chừng hai ba người, trông có vẻ đang rất vội vàng, người dẫn đầu là tề tướng quân tận hai ba trăm người sao. Tô Thanh và Tiêu Thác liếc nhau, cả hai đều có vẻ rất kinh ngạc. Hơn nữa tề tướng quân vẫn luôn chịu trách nhiệm trị an trong kinh thành, chịu sự quản lý của quân trị an do vương gia vừa mới thành lập, sao hắn ta lại đưa người tới thôn thạch đâu? Hay là ở đó có chuyện gì rồi? Tiêu thác ra lệnh, mau đi tra xét thử xem, rốt cuộc là có chuyện gì ở thôn thạch đâu vậy? Vâng, thị vê cúi người rồi quay lưng đi khỏi. Lúc này vương du lại bắt đầu co giật, đầu tiên là khuôn mặt, rồi sau đó đến cả tay chân, nhưng mức độ co giật không quá nghiêm trọng. Từ khi nào mà hắn bắt đầu bị như vậy, thương mai hỏi Tô Thanh. Tô Thanh trả lời, từ hai ngày hôm kia thì đã bắt đầu có triệu chứng co giật rồi, nhưng lúc đầu rất nhẹ, hai hôm nay càng lúc càng thường xuyên và cũng trở nặng hơn. Thương Mai nảy ra một ý, Tô Thanh, ngươi cho hắn dùng thuốc mê rồi thả hắn ra đi, ta thử châm cứu cho hắn xem sao. Có lẽ cô có thể thử dùng thuật phi châm để kích thích dây thành kinh của hắn, nếu chủng virus này chủ yếu xâm nhập phá hủy hệ thần kinh thì có lẽ phương pháp này có thể giúp ít chút nào đó có tác dụng không lời nói của cô khiến tô thanh lại có hy vọng không biết cô hết sức thôi dù sao cũng cứ thử xem sao cô vốn định nói là dù sao cũng phải chết nhưng vương đại tẩu đang ở ngay đây nếu nàng ta nghe được những lời này thì chắc sẽ rất đau khổ tô thanh vội nhờ người chuẩn bị thuốc mê bắn vào người vương du lát sau vương du đã chìm vào hôn mê Tô Thanh mở cửa lồng rồi sai thị vệ đưa Vương Du ra. Vương Đại Tẩu đứng cạnh nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nhìn sang Thương Mai, sự hoài nghi trong lòng nàng ta dân tan biến. Tô Thanh sai người đặt Vương Du lên chiếc giường bên trong phòng, vì nghĩ cho sự an toàn của mọi người xung quanh nên cũng dùng dây thừng trói hắn lại. Thương Mai rút kim ra, đây là lần đầu cô thực hành thuật phi châm, trước đó cô chưa từng thử nghiệm trên mô hình người nên lúc này cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Tay cầm kim, trong đầu cô mường tượng ra hết cách huyệt sắp phải châm vào, sắp xếp thứ tự cách huyệt. Thuật phi châm coi trọng nhất là luồng khí chính dương, vì thế nên quá trình châm cứu sẽ bắt đầu từ trên vùng đầu. Phải đi một loạt kim 10 hết 10 mấy huyệt, đã vậy còn cần phải liên mạch lưu loát nữa. Điều này là một thử thách lớn dành cho kỹ năng châm cứu, bởi vì cần phải xác định các huyệt trong khoảng thời gian rất ngắn, đâm vào rồi phải mau chóng rút ra, sau đó lại đâm vào rồi lại rút ra, không thể tạm dừng một giây nào cả. Không chỉ thử thách kỹ năng châm cứu, còn bắt buộc bài cẩn thận xác định các huyệt, nếu không đúng huyệt thì lần châm đó xem như vô ích, những lần châm trước đó cũng không còn tác dụng nữa, phải làm lại từ đầu. Có nghĩa là mười mấy huyệt vị này cô không được phép châm sai chỗ nào. Sau khi hình dung rõ ra thì cô liên nói với Tô Thanh, người đỡ đầu của hắn lên giúp ta, hơi nghiêng qua một chút. Được, Tô Thanh nhận ra nàng đang rất căng thẳng, chính hắn cũng vậy những lần trước khi thấy hạ thương mai trị bệnh thì dường như nàng ấy đều rất thong thả nhẹ nhàng, bao giờ trông thấy nàng căng thẳng như vậy. Thương mai hít một hơi thật sâu, xác định một lượt lại các huyệt trong đầu, miệng lấm bẩm, thân đình, bách hội, hậu đình, cường gian, não hộ, chính dinh, thừa tinh, lạc khước, phong trì, dương bạch, ngư yêu. Những huyệt này phân bố khắp từ lông mày tới sau tai, trên đỉnh đâu cũng có nữa, đã vậy còn có tóc che lại, lúc xác định các huyệt chỉ cần hơi có chút sơ suất thôi là phải tiến hành lại từ đầu hết. Hơn nữa cơ hội để làm lại cũng chỉ có 3 lần mà thôi, bởi vì có một số huyệt không thể kích thích quá nhiều lần, nếu không sẽ để lại nhiều di chứng nghiêm trọng. Hơn nữa phải đúng thứ tự, cần châm theo chiều các kinh mạch. Được, ta bắt đầu châm đây. Thương Mai nói, tay cầm kim, rồi cô bắt đầu châm từ huyệt thân đình, sau đó mau chóng châm đến huyệt bách hội, hậu đình, cường gian, nhưng khi đến lượt huyệt dương bạch thì vương du bỗng hơi quay đầu đi, khiến cô đâm chật vào huyệt ngư yêu, vậy là thứ tự đã bị đảo lộn, đúng ra là phải kích thích huyệt dương bạch rồi mới tới ngư yêu. Không được phép đi ngược kinh mạch, cũng có nghĩa là cô phải làm lại từ đầu. Cô nói với Tô Thanh, người nhất định không được để hắn động đậy, nếu không ta lại phải làm lại một lần nữa, chúng ta chỉ có cơ hội ba lần mà thôi, đây là lần đầu tiên. Tô Thanh trả lời, ta cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên động đậy, còn tưởng hắn đã tỉnh nữa chứ, sợ hết cả hôn. Thương Mai nói, ừm, lần này ngươi phải cẩn thận đó. Tô Thanh hơi nâng phần đầu của Vương Du lên để cho Thương Mai châm cứu. Lần thứ hai vẫn như vậy, tới lúc đâm vào huyệt dương bạch là Vương Du lại động đậy, mà lần này đầu của hắn ngóc hẳn lên, làm Tô Thanh sợ hết cả hồn, vội vàng giữ chặt lấy xong cũng đã muộn rồi, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội đâm huyệt. Thương Mai lấy rất thắc mắc, chẳng nhẽ chính chỗ huyệt phong trì đã khiến hắn phản ứng lại như vậy. Thương Mai suy tư một lúc rồi nói, Tô Thanh, khoan đã. Tô Thanh nghi hoặc hỏi lại, sao vậy? Người để ta suy nghĩ một lúc, chỗ huyệt phong trì này chắc chắn có điểm nào đó đặc biệt. Tô Thanh buông đầu vương du ra, điểm đặc biệt gì chứ? Thương Mai đột nhiên nhớ ra là nghiêm vinh trước kia từng bị cắn, cô hỏi có phải nghiêm vinh từng bị những người kia cắn không? Cũng chưa chắc chắn nữa, nhưng nghiêm vinh từng tới đây rồi, hắn nói mùi thối trên người vương du khá giống với mấy người kia. Thương Mai vội nói ngay, nếu có thể xác định là nghiêm vinh cũng từng bị mấy người nhiễm bệnh kia căn thì hay quá. Hay, trong chốc lát Tô Thanh thật không thể hiểu nổi cô đang có ý gì, hắn có hỏi tức giận hỏi lại, người còn mong nghiêm vinh cũng gặp chuyện hay sao? Bây giờ nghiêm vinh không có triệu chứng bệnh, chưa lên cơn lân nào. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn ta. Tô Thanh cũng hiểu ra, hắn vui vẻ nói đúng thế nghiêm vinh không có lên cơn thương mai nhanh chóng suy nghĩ hễ phi châm tới huyệt phong chỉ là phải ngưng lại không cách nào châm được vào huyệt dương bạch điều đó có nghĩa là mấy huyệt trước dương bạch có tác dụng lên bệnh tình của hắn tô thanh tạm thời ta sẽ đóng kín kinh mạch của hắn để hắn tiến vào trạng thái chết giả nhưng trước đó ngươi hãy nghĩ cách đút cho hắn chút cơm canh gì đó để giữ mạng đã ta đã có chút đầu mối rồi thật sao tô thanh phấn khích nhìn thương mai chỉ là chút đầu mối thôi. Thương Mai không muốn khiến hắn ta quá hy vọng, dù sao hiện giờ cô vẫn chưa dám chắc hoàn toàn, nhưng cô có thể đảm bảo rằng phương pháp phi châm theo từng huyệt có tác dụng với hắn, chẳng qua là không có cách nào đâm được tới huyệt cuối cùng nào thôi. Vì thế cô cần phải nghiên cứu mối quan hệ giữa căn bệnh này với các huyệt trước huyệt phong trì và cả hướng của kinh mạch. Nữa, Vương Đại Tẩu nghe Thương Mai nói đã có đầu mối thì cũng có vẻ vô cùng phấn chấn. Tiêu thác bừng chén thuốc lúc nãy lên, đã nguội mất rồi. Nấu lại đi, nấu canh hoàng kỳ thịt nạc ấy, rồi ta lại kê một đơn thuốc kháng sinh tự nhiên cho các ngươi, cứ bốc thuốc nấu xong rồi đút cho hắn là được, sau đó ta lại châm cứu lại." Thương Mai nói. "Thuốc kháng sinh tự nhiên là gì?" Tô Thanh hỏi. Thương Mai mỉm cười, "Là thảo dược chống lại vi khuẩn." Thương Mai cầm lấy que củi trong hòm thuốc ra viết đơn thuốc lên tờ giấy tuyên thành, Tiêu Thách vội vàng sai người đi bốc thuốc. Trong lúc chờ đợi Thương Mai lại lặng lẽ hình dung lại thứ tự châm huyệt cuối cùng cô quay ra nhìn Tô Thanh, người có thể để ta thử nghiệm trên người ngươi không? Yên tâm đi, đối với người khỏe mạnh thì khi đâm vào các huyệt này cũng chỉ kích thích tế bào não một chút thôi, không có di chứng gì cả. chương 244, tin tức lan rộng. Tô Thanh cũng rất thoải mái, được thôi, chỉ cần có thể giúp được Vương Du thì tôi chịu hết. Tô Thanh ngồi xuống, thương mai bắt đầu tiến hành châm cứu, thứ tự cũng hệt như Vương Du, bắt đầu từ thân đình, đến phong trì, và khi đến lượt huyệt dương bạch thì Tô Thanh đột nhiên đứng dậy. Hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Sao vậy? Thương Mai hỏi. Tô Thanh từ từ ngồi xuống, trông hắn ta có vẻ ngơ ngác, có một cảm giác rất lạ. Cảm giác như thế nào? Thương Mai vội hỏi lại. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn cô, giống như trong đầu có gì đó giật lên vậy, sau đó ta cảm thấy rất lạ. Lạ sao? Thương Mai nghỉ hoặc nhìn hắn, xem ra thuật phi châm kích thích các huyệt này sẽ khiến cho cơ thể phản ứng lại. Khuôn mặt Tô Thanh hơi đỏ lên, "Ừ, đúng vậy, một cảm giác rất lạ, nhưng không sao cả, chỉ trong chớp mắt thôi." Thương Mai ngạc nhiên nhìn hắn, hai người cứ nói thử đi, là cảm giác gì? Có lẽ sẽ giúp ta hiểu ra chút gì." Tô Thanh mất tự nhiên trả lời, "Rất khó tả, cũng chỉ trong thoáng chốc thôi." Thương Mai có vẻ thất vọng, cứ tưởng từ thân đình tới phong trì sẽ có điểm đặc biệt nào đó, nhưng Tô Thanh lại không thể miêu tả được cảm giác kia, vậy nên cô cũng không có cách nào nghiên cứu được nhưng nói gì thì nói nếu đã xuất hiện phản ứng tức thời thì đã chứng minh được một điều đó là hoặc hệ thần kinh hoặc tế bào não đã bị kích thích cô phải quay về xem lại thuật phi châm thôi sau khi đóng kinh mạch cho vương du xong thì cô cầm hòm thuốc lên miệng nói hai ngày này không cần nhốt hắn trong lông sắt đâu hắn sẽ không tỉnh dậy ta sẽ quay về xem kỹ sách và suy nghĩ kỹ lại hai ngày sau sẽ tới đây lần nữa người có chắc chắn không tô thanh hỏi thương mai thở dài không quá chắc chắn Tô Thanh, người đừng hy vọng quá nhiều, lúc nãy chẳng qua ta chỉ phát hiện chút manh mối thôi. Có thể không thể thu được gì thêm từ thuật phi châm rồi, chỉ mong có thể tìm ra kết quả ở bên phía nghiêm vinh. Thương Mai vừa định đi khỏi thì lại thấy thị vệ của Tô Thanh vội vã tiến vào, tướng quân, đã điều tra ra rồi, bên thôn thạch đâu có bệnh dịch, hiện vương gia đang phái người tới phong tỏa. Bệnh dịch, Tô Thanh hoảng hốt hỏi, sao lại có bệnh dịch ở thôn thạch đâu chứ? sáng nay lão phu nhân của phủ tướng quân đến viếng am thạch đâu trên núi thạch đầu phát hiện ra chuyện này lúc lão phu nhân quay về liền nói cho tướng ra biết ngay sau đó tướng gia liên triệu tập các đại thân cùng báo cho vương ra biết thị vệ trả lời là do lão phu nhân phủ thừa tướng phát hiện sao tô thanh nhìn về phía thương mai đoạn hắn lại hỏi là dịch gì sao trước đó không nghe người của cục huệ dân báo gì hết vậy thị vệ nói bọn họ không hề biết chuyện này thôn thạch đâu chỉ cách kinh thành không tới năm dặm thôi, vậy mà cục huệ dân lại không hay biết gì cả, đó là dịch gì vậy? Thị vệ nhìn thương mai rồi nói, là bệnh giống của vương du. Vẻ mặt của tiêu thác và tô thanh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị, là bệnh cương thi. Thương mai nhíu mày, bình thường nếu không có việc gì thì lão phu nhân đều ở nhà cả, bà ấy cũng không tin Phật, tuy thỉnh thoảng có niệm mấy câu A-di-đà Phật, nhưng mỗi khi bà ta niệm câu đó cũng chính là lúc có ý đồ đen tối. Hơn nữa nếu bà ta muốn đi lễ Phật thì trong cung đâu thiếu gì các ngôi chùa nổi tiếng, cần gì phải ra khỏi thành đi đến một cái am nhỏ chứ. Đã vậy còn trùng hợp phát hiện ra bệnh dịch ở thôn Thạch đâu nữa. Thật đúng là trùng hợp quá. Tuy tin tức về bệnh dịch trong thôn Thạch đâu đã được phong tỏa, nhưng rồi vẫn được lan truyền đi, mọi người trong kinh ai nấy đều đang rất hoảng sợ. Sau khi quay về phủ tướng quân thì thương mai lại đọc thuật kinh châm một lát, song cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc hiệu quả trị liệu của việc dùng phi châm đi một lượt các huyệt trên đầu là gì. Lại nghĩ đến dịch bệnh trong thôn thạch đâu, cô lo lắng đó chính là một âm mưu, vì vậy nên hắn mới không còn lòng dạ gì để làm việc khác. Lúc này hẳn hắn đang rất phiền lòng nhỉ, lúc trước hắn còn nói là bệnh dịch cương thi này đã được kiểm soát, trừ vương du ra thì không còn ai bị lây nhiễm nữa. Vậy mà bây giờ dịch bệnh lại bùng nổ ở thôn thạch Đâu, khoảng cách so với kinh thành tương đối gân, nếu chuyện này mà không xử lý tốt thì chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng. Đúng thật mộ dung khanh bây giờ đang rất phiền lòng, hôn mai lâm chiêu hạ thừa tướng xin nghỉ không đến, vậy mà vào lúc sắp bãi chiêu lại xông vào điện báo tin bệnh cương thi xuất hiện trong thôn Thạch Đâu, đã có nhiều người trong thôn bị lây nhiễm, xuất hiện triệu chứng căn người. Thôn Thạch Đầu vốn chính là nguồn lây nhiễm, trước đó cũng đã phái người tới đóng giữ ở đó rồi, nhưng sau khi khống chế được bệnh thì những người đó cũng rời khỏi, không ngờ vừa đi mấy hôm lại tạo thành tai họa như vậy. Hơn nữa chuyện này không thể xử lý âm thâm được, vì hạ thừa tướng đã bẩm báo mọi chuyện ngay trước mặt văn võ bá quan, vậy nên hắn phải phái người đi phong tỏa thôn ngay lập tức. Cùng lúc đó, Mộ Dung Khanh cũng đã phái người của Cục Huệ Dân và Ngự Y vào thôn, kèm theo đó là một đội quân khoảng 2, 300 người để bảo vệ cho sự an toàn của Đại Phu và Ngư Y. Thật ra thì Mộ Dung Khanh thừa biết có phải Ngự Y và Đại Phu của Cục Huệ Dân đi thì cũng vô dụng thôi, Quân y đã từng tiếp xúc với bệnh này rồi, có thể nói là hoàn toàn không có cách nào trị được. Nhưng dù sao cũng phải làm cho có, hắn cũng cảm nhận được đây có vẻ là một âm mưu, lúc trước khi bệnh này chuyên trong quân đội, hắn cho rằng bọn họ muốn để quân đội nhiễm bệnh, nhưng giờ nghĩ lại thì hắn lại thấy có một khả năng khác nữa. Dùng việc xuất hiện bệnh cương thi trong quân đội để thu hút sự chú ý của hắn, sau đó lại lặng lẽ ủ bệnh này trong kinh thành, một khi bệnh dịch bùng nổ trong nhân dân nếu triều đình không có cách giải quyết thì sẽ khiến lòng dân lung lay. Vậy nên hẳn buộc phải cách ly thôn thạch đâu để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời cho tề tướng quân đi kiểm tra khắp thành, một khi xuất hiện triệu chứng đáng ngờ thì sẽ báo lại ngay, hắn cũng đã gửi tin tức tới các phủ các châu, yêu cầu bọn họ chú ý tới căn bệnh cương thi này. Mộ Dung Khanh rất đau đầu, đây rõ ràng là một âm mưu đã được bàn tính từ lâu, nhưng hắn lại không thể tìm được chứng cứ để điều tra nguồn gốc của bệnh cương thi này, hắn đã phái người tới đảo người điên một chuyến. Lúc trước có tin báo rằng Hạ Thừa Tướng đã sai người đưa một bệnh nhân trên đảo người điên quay về, nếu chuyện này là sự thật vậy có thể xác định được nguồn gốc của bệnh này là từ đảo người điên. Lúc trước Hạ Thừa Tướng sai một vị đại phu trong cục huệ dân đi đón người bệnh từ đó về, vị đại phu đó vài ngày trước cũng đã nhiễm bệnh rồi qua đời, bây giờ chẳng còn manh mối nào, không thể vạch trần tất cả là do Hạ Hòe Quân làm được. Mộ Dung Khanh bực bội vô cùng, chuyện này đã dối ren lâu lắm rồi, vẫn chưa được giải quyết nữa, bây giờ dịch lại bùng nổ trong nhân dân, không cần nghĩ cũng biết hậu quả của việc đó sẽ nghiêm trọng đến nhường nào. Hiện ngự y và đại phu của Cục Huệ Dân đang hội trần, một ngày sau bọn họ mới quay lại. Hết cách rồi, thậm chí còn không biết được đây là bệnh gì, từ đâu đến, cũng không biết con đường lây nhiễm trừ bị cắn ra thì còn gì không nữa. Chuyện này Hoàng Thái Hậu cũng biết đến lúc quý thái phi vào cung thỉnh an đã nói chuyện này với hoàng thái hậu hoàng thái hậu nghe thấy hiện đang có bệnh dịch nghiêm trọng như vậy thì vô cùng kinh hoàng đây rốt cuộc là bệnh gì kẻ bị nhiễm sẽ cắn người khác sao quý thái phi trả lời thần thiếp không biết đại phu của cục huệ dân và ngự y đều tới đó đều bó tay cả bị nhiễm sẽ giống cương thi vậy sẽ đi căn những người khác trong thôn thạch đâu có bao nhiêu người hoàng thái hậu hỏi tôn công công tôn công công trả lời bà bẩm hoàng thái hậu trong thôn có khoảng 735 người, xem như là một thôn tương đối đông. Hơn 700 người này đều nhiễm bệnh sao? Chương 245, biết tìm đại phu tốt ở nơi đâu? Quý thái phi nói, nghe nói có hơn 100 người nhiễm bệnh, số người còn lại vì đã tiếp xúc với người bệnh nhưng lại chưa có triệu chứng nhiễm nên đã cho phong tỏa cả thôn rồi. Hoàng thái hậu lo lắng nói, nhưng những người trong thôn thạch đâu cũng thường qua lại với người bên ngoài mà, có ai đang làm ăn ở trong kinh thành không? nếu có thì cũng lây lan không ai hay biết chỉ là chưa phát bệnh thôi nếu đúng như vậy thì bệnh này sẽ lây lan rất nhanh chóng quý thái phi cũng lo lắng nói hầu hết người thôn này đều làm nông nhưng cũng có một số làm ăn bên ngoài tất nhiên bọn họ cũng sẽ tiếp xúc với người khác nghe nói trong số những người bị nhiễm có mười mấy người bày sạp buôn bán trong kinh thành hoàng thái hậu hoảng hốt tiếp lời nói vậy có nghĩa là dịch bệnh rất có thể sẽ lây lan trong kinh thành sao dân cư trong kinh rất đông đúc nếu lây lan ở đây thì sẽ càng nguy hơn. Quý thái phi thở dài, ta cũng đang lo lắng chuyện đó, nếu không thì đã chẳng vội vàng vào cung nói với người chuyện này làm gì? Bệnh dịch này quá nghiêm trọng, bây giờ người trong kinh thành ai nấy đều đang rất hoảng sợ, luôn nghi ngờ người kia có phải là cương thi hay không. Cương thi? Hoàng thái hậu rất tin Phật, cũng rất tin vào những chuyện ma quỷ thần tiên, có khi nào đây là? Quý thái phi xua tay nói, không phải cương thi thật, đó chỉ là một loại bệnh mà thôi ngư y cũng bó tay sao? Quý Thái Phi trả lời, bọn họ nói là hết cách rồi, hay người thử gọi Thái y tới hỏi thử xem. Hoàng Thái Hậu vội sai Tôn Công Công, mau đi gọi viện phán đại nhân tới. Tôn Công Công đáp vâng, nô tỳ sai người đi ngay. Hôm nay viện phán không tới thôn thạch đầu, nhưng cũng có phái hai người y đi, một người trong số đó là lưu ngự y người từng chữa trị cho lương vương hôm đó, lúc trước được Mai Phi giữ mạng cho, sau lại được Nhi Phi khen ngợi, vậy nên được cho phép ở lại trong cung đói công chuộc tội bây giờ xuất hiện bệnh gì cần có ngự y với điều tra người mang tội như hắn liên xung phong tình nguyện đi tới đó vậy nên lúc viện phán tới nơi thì có dẫn theo lưu ngự y lưu ngự y quỳ trước mặt hoàng thái hậu dường như vẫn còn kinh hãi trước những gì xảy ra hoàng thái hậu thật sự rất kinh khủng đám người bị nhiễm như thể điên hết rồi cứ muốn xông tới cắn người nếu ti trước không binh lính bảo vệ thì chắc cũng đã bị cắn rồi đã điều tra ra đó là bệnh gì chưa?" Hoàng thái hậu hỏi. Lưu Ngự Y lắc đầu, "Hoàng thái hậu thứ tội, thân quá vô dụng nên không tra được đó rốt cuộc là bệnh gì. Theo triệu chứng bên ngoài thì khá giống bệnh chó dại, nhưng triệu chứng chính của bệnh dại không phải cắn người khác, còn đám người nhiễm bệnh kia chỉ biết cắn người thôi. Mắt của bọn họ đỏ như mắt thỏ vậy, rất là đáng sợ, ban đêm gặp phải còn tưởng là ma quỷ nữa." Viện phán nói, trước mặt hoàng thái hậu đừng có ăn nói linh tinh. Lưu Ngự Y nói ngay, không, đại nhân, nếu ngài chính mắt nhìn thấy cảnh đó thì sẽ biết ti chứ không hề nói quá. Hoàng Thái Hậu nghe thấy Lưu Ngự Y nói vậy thì cũng sợ hãi trong lòng, rồi bà lại nghĩ tới việc liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, với cả con cháu Mộ Dung cũng không đoàn kết, chẳng lẽ là do ông trời tức giận. Muốn thông qua bệnh dịch này để cảnh cáo Hoàng gia. Quý Thái Phi dường như cũng biết rõ Hoàng Thái Hậu đang nghĩ gì trong đầu, bà ta thở dài rồi nói bây giờ trong nước nhiều tai họa có lẽ là do dòng họ mộ dung chúng ta không đồng lòng giờ nghĩ lại những chuyện mà muội đã làm trước kia thật đúng là quá đáng hơn nữa tư trúc đã qua đời rồi mỗi đêm khi muội nghĩ về chính mình đều cảm thấy bản thân thật sự là tội ác tài trời nên hôm nay muội vào cung ngoài việc nói chuyện này với tỷ tỷ thì còn là muốn xin lỗi tỷ nữa muội muội đã làm sai quá nhiều rồi chỉ mong tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta vẻ mặt quý thái phi rất chân thành đôi mắt ngấn lệ thật sự khiến người khác cảm thấy bà ta đang hối hận. Hoàng Thái Hậu vốn là một người hay niệm tình riêng, hơn nữa đây còn là muội muội ruột thịt của mình, vì thế bà trả lời ngay ta làm tỷ tỷ sao có thể oán trách người được. Đều đã qua rồi, sau này chỉ cần người một nhà đồng lòng là được thôi. Quý Thái Phi rơi lệ bày tỏ sự hối hận, tỷ tỷ rộng lượng, cuối cùng muội cũng biết tại sao tiên đế lại đối xử tốt với tỷ như vậy rồi, muội thật sự không bằng một góc của tỷ. Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền trách bà ta, suy nghĩ gì đâu không, chuyện đã qua rồi, chúng ta là tỉ muội ruột thịt, lại còn từng hầu hạ tiên đế nữa, vốn hai ta là những người thân thiết nhất, không nên tỏ ra xa lạ lạnh lùng. Hơn nữa hiện giờ A Khanh đang là nhiếp chính vương, tuy trên danh nghĩa muội là quý phi, nhưng chúng ta cũng như nhau thôi, thay vì ngồi đây bàn chuyện ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu thì chẳng thà chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ xem có cách nào để diệt trừ tai họa này, giúp cho A Khanh. Quý Thái Phi lại thở dài nói, bây giờ làm gì có cách nào chứ? Ngự y cũng đã nói là hết cách rồi, trừ khi là có thân y dáng thế. Hoàng Thái Hậu nghe thế thì bỗng nảy ra một ý, không biết thương mai có cách nào hay không? Quý Thái Phi giật thót, nàng ta sao? Rồi bà khoát tay nói, không được, khoan hãy bàn tới chuyện nàng ấy có bản lĩnh chữa bệnh này không? Cho dù có thật thì nàng ấy cũng là thiên kim phủ thừa tướng, sao có thể đi tới vùng bệnh dịch được chứ? nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì ta biết tìm đâu ra một đứa con gái để đến cho thừa tướng chứ. Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi nói, người nói có lý, hơn nữa đại chu của chúng ta có cục huệ dân, có ngự y, có nhiều đại phu xuất sắc như vậy, sao có thể để một nữ nhân đi tới ổ dịch được, nếu để nước khác biết thì chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta. Đúng vậy, quý thái phi liếc lưu ngự y một cái rồi nói. Lưu ngự y quỳ xuống, hoàng thái hậu, quý thái phi, thân có chuyện này không biết nên nói hay không. Hoàng Thái Hậu bực bội nói, tới nước này còn gì mà không nói được. Cứ nói đi. Lưu Ngự Y nói, vâng, thân lại cho rằng ý kiến của Hoàng Thái Hậu rất hay, tuy đại tiểu thư nhà họ hạ là nữ tử, nhưng khả năng y thuật của nàng ta ai cũng công nhận, lúc trước lương vương lên cơn, chúng thần đều phải bó tay cả, vậy mà đại tiểu thư chỉ cần vài ngày thôi là đã khiến lương vương khỏe mạnh trở lại, sau đó khi vương ra bị thương thì cũng nhờ có đại tiểu thư chữa trị, nghe nói lúc trước mắt của Đan Thanh huyện chúa không thể nhìn được, bây giờ cũng đã khỏi rồi, đây đều là nhờ vào đại tiểu thư cả. Đại Chu chúng ta cũng không có mấy người tài giỏi được như nàng ta, tuy đúng là không nên để một nữ tử tiến vào ổ dịch, nhưng nếu đại tiểu thư có cách thật, vậy thì có thể khống chế dịch bệnh rồi, như vậy sẽ cứu được hơn 700 người trong thôn Thạch Đầu, chuyện này là hoàn toàn có lợi cho Đại Chu. Hoàng thái hậu cũng hơi dao động rồi, nhưng bà vẫn cứ cảm thấy để một nữ tử đi vào vùng dịch thật sự không ổn chút nào để sau rồi nói, biết đâu các người sẽ nghĩ ra cách khác. Hoàng Thái Hậu nói, Quý Thái Phi cũng chêm lời, đúng đó, đợi một khoảng thời gian xem sao, ngự y không có cách thì biết đâu đại phu của cục huệ dân sẽ có cách. Đâu thể nào để một nữ tử đi vào ổ dịch được, để người ta biết chuyện còn sẽ cho rằng đại chu này chẳng còn ai được việc đó chứ. Sau khi đi khỏi cung của Hoàng Thái Hậu, Quý Thái Phi liên lệnh cho A Phúc, người mau đi hẹn lão phu nhân tối nay gặp nhau ở tụ hiên cư. Tuân lệnh, A à, Phúc đáp lại bà rồi quay người rời đi. Trong tụ hiền cư, đêm nay lão phu nhân chậm rãi tới muộn, để quý thái phi phải đợi tâm nửa canh giờ. Nhưng quý thái phi cũng không bực dọc gì, khi lão phu nhân bước vào quý thái phi còn tự mình rót trà. Lão phu nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay là kinh động thiên hạ. Quý thái phi mỉm cười nói: "Chương 246: Sỉ nhục của thừa tướng." Lão phu nhân lại không hề giành công, khiêm tốn nói quý thái phi quá khen, chuyện này không phải công lao của bà già này, bà già này chỉ sai người đưa người bị bệnh dịch đến thôn thạch đầu mà thôi, thôn thạch đầu rất gần kinh thành, một khi ôn dịch bộc phát thì kinh thành sẽ không thể xem thường. Quý thái phi vui mừng gật đầu, làm khó người rồi, người lại có thể nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì dân chúng sẽ vì sợ hãi mà oán trách, nghi ngờ sự cầm quyền của triều đình, đồng thời cũng có thể khiến hạ thương mai chết ở thôn thạch đầu kế sách một hòn đá ném hai con chim này thật cao minh, người tìm thấy những người bệnh này ở đâu. Bây giờ, đã đi bước đầu tiên, bước tiếp theo là làm sao an bài hạ thương mai đến thôn thạch đầu. Lão phu nhân nói, cố ý né tránh câu hỏi cuối của quý thái phi. Quý thái phi uống một ngụm trà, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng thâm máng hồ ly già. Bà ta nhếch môi, hôm nay, ai ra đã vào cung gặp Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu tự mình nhắc đến muốn hạ thương mai đi vùng dịch, nhưng chỉ mới nghĩ mà thôi, bà ấy còn hy vọng cục huệ dân và ngư y có thể nghĩ được cách. Không ai có thể nghĩ được cách, một khi bị nhiễm bệnh cương thi này, chắc chắn chết. Lão phu nhân đắc ý nở nụ cười. Đợi thêm mấy ngày nữa đi, đến lúc đó ai ra sẽ lại nói với bà ấy, một khi Hoàng Thái Hậu giao động thì ngươi hãy bảo thừa tướng hành động. Quý Thái Phi nói, tay lão phu nhân vân về một chuỗi Phật Châu, niệm một câu, A-di-đà Phật, tất cả nghe theo quý Thái Phi. Quý Thái Phi vuốt ve cái chén, hờ hững liếc nhìn lão phu nhân, ngươi và ai ra đều có chung kẻ địch, trước tiên hãy tiêu diệt kẻ địch này đã, sau đó bàn chuyện hợp tác cũng không muộn. Nhưng nếu ngươi giúp ai ra, một khi lão bát thành công, ai ra sẽ bảo đảm phủ thừa tướng các ngươi đời đời phú quý. Bà già này thân thể tàn phế, tất cả nghe theo sự chỉ đạo của Quý Thái Phi. Lão phu nhân rất khôn khéo, bà ta nói bà ta nghe lệnh Quý Thái Phi, nhưng không nói phủ thừa tướng quý thái phi giống như nghe không hiểu cười nói lão phu nhân quả nhiên người chân thật nói chuyện thẳng thắn ai ra rất thích lão phu nhân nhìn dáng vẻ đắc ý của quý thái phi trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ có lẽ hợp tác hai người có thể không chỉ quay quanh hạ thương mai bây giờ hạ oanh nhiễm đã bị thái tử ghét bỏ lão thái hậu cũng chân trừ không ra lệch nếu thái tử là người không đáng tin còn không bằng đặt hy vọng vào nam hoài vương có mẫu thân như quý thái phi chắc chắn cơ hội thành công của nam hoài vương không thua kém thái tử hơn nữa thật ra hoàng thái hậu vẫn luôn bất mãn đối với thái tử lại vẫn luôn nhớ tình chị em với quý thái phi nói ra đi theo quý thái phi có lợi với phủ thừa tướng nhưng bây giờ vẫn chưa thể nóng vội cứ chờ xem đã xem hoàng thái hậu có thể hạ chỉ hay không lão phu nhân đi trước nhưng quý thái phi không vội rời đi gia thần a phúc nói quý thái phi lão phu nhân của phủ thừa tướng rất giảo hoạt vẫn phải cẩn thận một chút. Quý Thái Phi thản nhiên nói, mọi hỗn loạn của thiên hạ đều vì lợi ích, chỉ cần một người có lòng tham thì nhất định có thể lợi dụng. Nhưng mà bà ta đã một lòng với thái phó, bây giờ hợp tác với người cũng chỉ vì đối phó hạ thương mai, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, đề phòng bà ta một chút cũng không thừa. Quý Thái Phi nhìn hắn một cái, người ấy, không hiểu thấu mọi việc như Tư Trúc, trước kia, nếu Tư Trúc ở đây sẽ không nói như vậy. Người còn chưa nhìn rõ sao, Hoàng Thái Hậu căn bản không thích Hạ Oanh Nhiễm, cũng nhìn ra Hoàng Hậu muốn lôi kéo Hạ Hòe Quân, nên trần trừ không đồng ý mối hôn sự này. Dù hôn sự là do Hoàng Hậu định ra, nhưng thời gian thành thân chưa định, mối hôn sự này không thành, một khi không thành, Hạ Hòe Quân và Thái Phó nhất định bất hòa. Ông ta tiếp xúc Thái Phó thời gian dài như vậy, chắc chắn biết được rất nhiều chuyện của bên đó, một khi đi theo ai ra, có lợi cho ai ra cỡ nào, người nghĩ mãi mà không rõ sao a phúc nịnh bợ là nô tài ngu dốt không nghĩ được đến mức này nô tài thực sự không thông minh như tư trúc quý thái phi thở dài thườn thượt tư trúc là người thông minh nhưng lại không một lòng với ai ra nàng theo ai ra nhiều năm như vậy cũng hiểu suy nghĩ của ai ra nhưng cuối cùng lại lựa chọn phản bội ai ra thông minh có làm được gì người thông minh bên ai ra rất nhiều ai ra cần sự trung thành này của ngươi nô tài mãi mãi trung thành với thái phi a phúc thê nói Quý Thái Phi chậm rãi uống một ngụm trà, ánh mắt lóe lên, bên cạnh ai ra chỉ cần người trung thành, một khi hài lòng thì sẽ rơi vào kết cục như Tư Trúc. A à Phúc nhớ tới cái chết thảm của Tư Trúc, trong lòng run lên, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, nàng là gieo gió gặt báo, không biết thân biết phận, tưởng theo vương ra tốt, lại tưởng Quý Thái Phi không nỡ giết nàng. Người cười cái gì, Quý Thái Phi bỗng lạnh lùng hỏi. A à Phúc giật nảy mình, vội vàng thu lại nụ cười, nô tài chỉ nhớ tới một số chuyện khi tư chúc cô cô còn sống, nên mới cười, xin quý thái phi thứ tội. Hãn biết dù quý thái phi đã xử tử tư chúc, nhưng lại không chấp nhận người khác nói xấu nàng, càng sẽ không cho phép người khác cười trên nỗi đau người khác đối với nàng, nên hẳn vội vàng giải thích. Quý thái phi lạnh lùng thốt, a à phúc, người hãy làm tốt việc của người đi, vô dụng, nghĩ đến cũng vô dụng. A à phúc trong lòng run lên, gió. Hắn cảm thấy rất không cam lòng, hắn hiểu ý của Quý Thái phi, hắn không thể so được với Tư Trúc. Nhưng dựa vào cái gì? Tư Trúc đã phản bội Quý Thái phi, tại sao Quý Thái phi còn nghĩ nàng tốt? Nếu còn nhớ đến những điều tốt của nàng, tại sao lại phải giết nàng? Mà sau khi trở về, lão phu nhân đã nói chuyện cặn kẽ với hạ thừa tướng. Phía Quý Thái phi là một đường ra rất tốt, nhưng chúng ta đã bỏ ra quá nhiều công sức với thái tử, nếu lúc này thay đổi đi theo Quý Thái phi không có lời. Rõ ràng, hạ thừa tướng không tán đồng lắm. Lão phu nhân nói, không phải bảo ngươi bây giờ lập tức đi theo nàng, mà bảo ngươi xem mà chuẩn bị một chút, tạm thời không nên đắc tội bên nào. Dù sao, hiện mục đích hai phe không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, phía Thái phó muốn làm nhiễu loạn lòng dân, quý Thái phi muốn giết hạ Thương Mai, đây cũng là mục đích của chúng ta, ít nhất bây giờ chúng ta làm chuyện này, hai bên đều không đắc tội hạ thừa tướng ừ một tiếng, trước hãy nhìn xem đã, ít nhất, nếu như hạ oanh nhiễm có thể gả cho thái tử, vậy con chính là quốc trưởng, còn kiêm nhiệm thừa tướng, vượt qua quyền uy của thái phó rồi. Không thể nghĩ như vậy, trước nay quốc trưởng chỉ là hư danh, chúng ta không muốn loại hư danh vớ vẩn, không có thực quyền này, tất cả đều là giả. Bây giờ, vị trí thừa tướng của người gần như bị nhiếp chính vương lấn át, bằng không cũng không đi đến tình trạng hôm nay. Con trai, người nhớ kỹ, bây giờ nhà họ hạ chúng ta không có người, lực lượng không đủ, cần phải dựa vào gốc cây to mới có thể đứng vững. Nhiếp chính vương và quý thái phi nói cho cùng vẫn là mẹ con, nên hắn sẽ kiêng rẻ quý thái phi một chút, nên sẽ không đuổi cùng giết tận, nên nếu đi theo quý thái phi, tình cảnh của chúng ta sẽ tốt hơn theo thái phó một chút. Thấy mẫu thân đã gợi ý như vậy, hạ thừa tướng cũng nói, được, con trai sẽ thận trọng suy tính một chút quan trọng nhất, lão phu nhân thản nhiên nói, chúng ta không cần tiếp tục dựa vào người ngoài như Hạ Oanh Nhiễm nữa, ngươi chịu được sự nhục nhã này, đồng thời cũng nhục nhã bà già này. Nghe vậy, Hạ thừa tướng nắm chặt hai nắm đấm, không sai, chuyện này đúng là sự sỉ nhục với ông ta. Chương 247, để cô rời khỏi kinh thành. Ở phía tây bắc của kinh thành, có một con đường tên đường Phú Quý. Đường Phú Quý ý nghĩa như tên, chính là nơi ở của nhà giàu, tất nhiên nơi này không phải nhà cao cửa rộng, mà là biệt viện. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng có một biệt viện ở đây, sau khi bị bỏ, nàng ta tạm thời ở chỗ này. Một cố kiệu đỉnh màu xanh dừng trước cổng biệt viện, người đàn ông đội nón lá, quấn chặt lấy áo quân, cúi đầu tiến vào trong sân. Bị trồng ruồng bỏ không phải là nhiều, nên biệt viện này tường vây rất cao, người ngoài không thể nhìn trộm. Tây Môn Hiểu Nguyệt đã sớm chờ, thấy ông ta đi vào, vội vàng tiến ra đón, cởi áo choàng xuống cho ông ta, làm khó người rồi, trời nóng như thế này mà phải mặc áo choàng để che giấu tai mắt. Người đàn ông khẽ đưa tay lướt trên gương mặt nàng ta, không có gì đáng ngại, vì nàng, đừng nói là nóng, dù có nóng chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Mặt tây môn hiểu nguyệt đỏ ửng lên, không khỏi thẹn thùng, gạt người. Lừa nàng làm cái gì? Đường đường là thừa tướng, mà toàn ở chỗ này lừa gạt phụ nữ, nên không thèm tin ngươi. Tây môn hiểu nguyệt cười duyên, quay người đi vào. Người tới chính là Hạ Thừa Tướng, từ sau khi bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt, bọn họ luôn gặp riêng trong biệt viện này. Ông ta bước nhanh về phía trước, chắn ngang ôm lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bật cười, không tin ta phải không? Hôm nay, xem ta trừng trị nàng như thế nào? Đừng, thả ta xuống, Tây Môn Hiểu Nguyệt sợ hãi kêu lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào. Cửa xương phòng bị đá văng ra, rồi lại nhanh chóng bị đóng lại, thị nữ ngoài cửa đứng từ xa vẫn nghe được trong phòng chuyên tới âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Khi nào chúng ta mới không cần lén lút như thế này nữa? Tây môn hiểu nguyệt ôm chăn, dựa đầu vào ngực hạ thừa tướng, tuổi thân hỏi. Hạ thừa tướng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng ta, sắp rồi, sắp rồi. Ông ta nâng mặt nàng ta lên, hỏi, nàng đã nói với quốc công gia hay chưa? Nói rồi, Buổi chiều sớm mai tổ phụ sẽ nhắc đến, yên tâm đi, Hạ Thương mai chắc chắn sẽ phải đi vùng dịch." Tây Môn Hiếu Nguyệt ác độc nói. "Vậy là được, chỉ cần nó chết rồi, ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa." Hạ thừa tướng lạnh lùng thốt lên. "Ngươi thật sẽ thực hiện lời hứa sao?" Tây Môn Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn ông ta, đầu óc mơ màng. "Đương nhiên, Hạ thừa tướng hôn lên môi nàng ta một cái, ánh mắt si mê, "Cưới nàng là ước mơ tha thiết của ta." ta đã nói hết việc xấu trong nhà cho nàng rồi, hạ thương mai chết đi, ta lại không có con nối dõi, sau khi lấy nàng vào cửa, nàng hãy sinh cho ta mấy đứa bé mập mạp, sau này kế thừa gia nghiệp của phủ thừa tướng. Tây môn hiểu nguyệt thẹn thùng nói, không biết xấu hổ. Không sinh thật sao, hạ thừa tướng cười xấu xa một tiếng, vậy ta cần phải tìm những phụ nữ khác sinh rồi. Ngươi dám, Tây môn hiểu nguyệt đột nhiên ngồi dậy, nếu như ngươi dám tìm những phụ nữ khác sinh, ta sẽ giết nàng hạ thừa tướng nắm chặt hai tay nàng ta, ngắm nhìn nàng ta, đô ngốc, một mình nàng là đủ rồi. Nghe vậy, Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm động nói, nếu ngươi tốt với ta, ta sẵn sàng làm mọi việc vì ngươi. Hạ thừa tướng nói, cô bé ngốc, sao ta nỡ để nàng nỗ lực vì ta chứ, lần này là bất đắc dĩ mới phải cần nàng nói với quốc công ra vài lời, chờ sau khi chuyện này lắng lại, điều duy nhất nàng phải làm chính là ăn mặc xinh đẹp, chờ ta cưới nàng về làm vợ, mà lần này không còn là bình thê hay thiếp thất gì đó mà là phu nhân danh chính ngôn thuận của phủ thừa tướng ta tây môn hiếu nguyệt nằm ở trước ngực ông ta không nói gì nữa nàng ta không phải người ngu biết người đàn ông này đang lợi dụng mình nhưng nàng ta không quan tâm chỉ cần ông thực hiện lời hứa của mình lấy nàng làm vợ là được nàng ta cũng tin ngoài lợi dụng ông ta cũng thích mình thương mai đã đi vương phủ đang châm cứu không nghĩ ra cái gì lập tức bắt tay từ nghiêm vinh Nghiêm Vinh kể tình huống hôm đó, sau đó nói, dù mọi người đều cảm thấy không phải người bệnh cương thi cắn ta, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy là do người bệnh cương thi cắn, vì cả đời này ta sẽ không thể quên mùi thối đó. Thương Mai hỏi, ta có thể nhìn miệng vết thương của ngươi không? Nghiêm Vinh nói, đương nhiên có thể, nhưng hiện vết sẹo đã mở đi nhiều rồi. Đúng là vết sẹo đã mở đi rất nhiều, có thể nói còn mở hơn vết thương bình thường, chỗ dấu răng lưu lại một điểm đến thương mai dùng kim châm vào điểm đen một chút đau không không đau không có cảm giác gì thương mai hỏi người hãy nhớ lại một chút xem tình hình người cắn ngươi như thế nào ta thấy không nhìn rõ dung mạo của hắn lắm nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn rất đỏ còn có mùi thối trên mặt tương tự người bệnh cương thi ta nhớ khi ngươi trở về nói rất choáng ngoài choáng còn có triệu chứng gì nữa nhịp tim rất nhanh hoảng hốt còn khát nước rất muốn uống nước lúc ấy người có dấu hiệu trúng độc sau đó ta cho người uống lượng lớn nước muối nhạt để rửa dạ dày thương mai suy nghĩ một chút lúc ấy hắn bị cắn không thể xuất hiện triệu chứng ngay nên choáng đầu và hoảng hốt là do trúng độc hẳn đã ăn phải thuốc độc thời kỳ ủ bệnh của bệnh này chắc sẽ không lâu lắm bây giờ nghiêm vinh hoàn toàn không có dấu hiệu phát tác chứng minh hắn không phải bị bệnh nhân cương thi cắn nhưng người mà hắn tả kia lại rất giống bệnh nhân cương thì ngay cả chút đầu mối cũng không có Thương Mai quả thực không biết bắt đầu từ đâu. Vương ra đâu? Thương Mai hỏi. Nghiêm Vinh nói, Vương gia vẫn luôn ở phòng nghị sự trong cung, sau khi xảy ra chuyện này, ngài ấy chưa từng nghỉ ngơi. Ngươi không đi theo bên cạnh chàng sao? Thương Mai thấy Nghiêm Vinh hầu như đều đi theo mộ dung khanh, nhưng hôm nay lại không đi cùng chàng. Nghiêm Vinh nói, không có, Vương gia lệnh ta đi ra ngoài thành xem Vương Du, tô tướng quân thì trở về kinh thành. Thì ra là vậy, vậy được rồi, ta cũng đi đây, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem còn có chi tiết gì chưa nói cho ta, nếu như nghĩ ra, lập tức nói với ta. Được rồi, nghiêm vinh tiễn thương mai ra ngoài. Vừa mới vừa lên xe ngựa ra đến cửa ngõ thì đã gặp mộ dung khanh thúc ngựa trở về. Rõ ràng tâm trạng hắn nặng nê, lại không hề phát hiện xe ngựa của thương mai, thương mai vốn định gọi hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn tiểu tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu, xem ra hết sức lo lắng, nên cũng không muốn quấy rầy hắn, để hắn trở về nghỉ một lát. Nhưng tiêu thác theo sát phía sau đã nhìn thấy xe ngựa của thương mai, dục ngựa tiến lên nói với mộ dung khanh, hạ đại phu. Mộ dung khanh quay đầu liếc nhìn, ừm. Um. Ngài không gọi nàng trở về sao? Tiêu thác hỏi. Không được, tiêu thác, người đi nói với nàng, bảo mấy ngày này nàng hãy mượn cớ rời khỏi kinh thành. Mộ dung khanh nói. Tại sao, bây giờ chính là lúc chúng ta dùng người? Tiêu thác không hiểu hỏi, hơn nữa, nàng biết hy thuật, còn cao minh hơn ngự y. Người có thể nghĩ đến, những người khác không nghĩ ra sao. Nàng biết y thuật, nhưng người cũng thấy nàng không có cách đối với bệnh cương thi này. Mộ dung khanh châm mặt nói. Rõ ràng hắn rất không thích người khác nhắc đến chuyện hạ thương mai biết y thuật. Hôm nay, hắn đã ngửi thấy một chút âm mưu, âm mưu này có khả năng liên lụy đến nàng. chương 248, trong quần lại bộc phát. Tiêu thác nghĩ cũng đúng, lập tức dục ngựa quay đầu đuổi kịp thương mai hắn xuống ngựa đi đến trước xe ngựa thương mai, vén rèm lên, vương ra nói, bảo ngươi mượn cớ rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian trước. Thương mai gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu thác khẽ giật mình, ngươi không hỏi tại sao ư. Thương mai mỉm cười, ngước mắt nhìn tiêu thác, không cần hỏi, ta biết nguyên nhân, ngươi trở về nói với vương ra không cần lo lắng cho ta. Tiêu thác cảm thấy rất kỳ lạ, không nói ngươi cũng biết tại sao phải đi sao. Ngươi thông minh như vậy sao? nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn thương mai không khỏi buồn cười đúng vậy ta thông minh như vậy đấy nhưng con gái không nên thông minh như vậy tiêu thác lẩm bẩm được sau này ở trước mặt ngươi ta sẽ cố gắng hết sức giả vờ ngu ngốc một chút tiêu thác phức tạp liếc nhìn cô được rồi ngươi đi đi bây giờ nhìn thấy phụ nữ ta cảm thấy rất phiên tại sao ngươi lại cảm thấy phiên bây giờ loan loan cũng không hề quấn lấy ngươi tiêu thác hừ một tiếng Giờ cứ nhìn thấy ta là nàng lại hỏi ta Tô Thanh ở đâu, xem ra nàng rất coi trọng Tô Thanh, thế mà còn nói muốn gả cho ta, phụ nữ đều là thứ thay đổi thất thường. Thương Mai nở nụ cười, không phải ngươi không thèm nàng sao? Ngươi không có thèm thì có người thèm, ngươi còn để ý làm gì chứ? Hừ, Tiêu Thác quay người lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Thương Mai buông rèm xuống, ra lệnh đi thôi. Cô khẽ cười lên, xem ra, mánh khóe cô dạy cho Loan Loan đúng là có chút tác dụng tiêu thác cũng buồn bực. Chết tiệt, lòng người đều rất kỳ lạ, nếu một người cứ bám lấy ngươi, ngươi sẽ cảm thấy phiền, nhưng có một ngày, nàng bám theo người khác, ngươi lại cảm thấy không thăng bằng. Sau khi cười xong, cô bắt đầu nghĩ đến lời vừa rồi của tiêu thác. Mộ Dung Khanh có ý bảo cô rời khỏi kinh thành, cô hiểu, cô biết hy thuật, bách quan và dân chúng đều biết chuyện cô chữa khỏi bệnh cho lương vương và nhiếp chính vương. Mộ Dung Khanh là nhiếp chính vương, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng không chịu được áp lực như dịch bệnh nguy hiểm cỡ này. Rõ ràng, kẻ khơi ngòi chuyện này chính tổ mẫu và phụ thân thân yêu của cô, bị hai người này gài bẫy thì cô đừng mong có thời gian yên tĩnh, có lẽ rời khỏi là một biện pháp tốt. Trở lại trong phủ, cô hỏi Liên Thúy Ngữ, mẫu thân, người có muốn đi thăm ông ngoại một chút hay không? Liên Thúy Ngữ hết sức thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được ý của Thương Mai, nếu con muốn đi, thì ta sẽ đi với con thương mai ngồi xuống trong lòng lại có chút do dự con còn chưa suy nghĩ kỹ càng con ở lại đây có thể giúp được gì sao liên thúy ngữ hỏi thương mai lắc đầu bây giờ có vẻ không thể thuật châm cứu có thể giúp được gì không không được không thể dùng thuật châm cứu chữa trị bệnh dịch dù thuật châm cứu thật có thể chữa khỏi loại bệnh này nhưng nếu con không có đoán sai thôn thạch đầu chỉ mới là bắt đầu sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi xảy ra dịch bệnh mà con chỉ có một đôi tay có thể cứu được bao nhiêu người chứ, hơn nữa, bây giờ thuật châm cứu cũng có vẻ không chữa được. Liên Thúy Ngữ nhìn cô, nếu con đã không giúp được, vậy thì vẫn nên rời đi, tránh cho ở lại trong kinh bị người ta kiềm chế, người bình thường vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại có tội, khả năng y thuật của con sẽ trở lưỡi giao tổn thương con. Thương Mai nghĩ thấy cũng đúng, nhưng cô đang châm cứu cho Vương Du, ít nhất phải hai ngày sau mới có thể rời đi. Hôm sau, Nhiếp chính vương tiếp tục phái thầy thuốc đến thôn Thạch Đầu, còn công khai triệu chứng của bệnh dịch, mời thầy thuốc, ai có cách có thể chữa bệnh thì sẽ được thưởng vạn lượng bạc. Nhất thời, có lượng lớn thầy thuốc dũng cảm lao tới thôn Thạch Đầu, nhiều người bị nhiễm bệnh bị bắt lại, nhốt trong đền thờ của thôn, người khỏe mạnh ở khu dân cư bên phải, ở giữa mở một con đường để sai nha, đại phu đi qua. Nếu có thầy thuốc đi vào thì quan binh sẽ dẫn một người nhiễm bệnh bị trói ra để thầy thuốc kiểm tra. Cứ như vậy, từng nhóm thầy thuốc đến rồi lại đi, quan binh cũng cảm thấy phiền, sau khi kiểm tra, các thầy thuốc đều nói không có cách, bọn họ thì cứ phải dẫn người vào dẫn người ra, rất phiền phức. Mà đêm nay, có một người nhiễm bệnh đã cởi trói được dây thừng, cắn một thầy thuốc và hai sai nha. Sau khi tin tức truyền đi, không còn thầy thuốc nào dám đi vào, dù bạc rất quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Tể tướng quân dẫn người kiểm tra thực hư bốn phía kinh thành, phát hiện đường Phú Khang phía bắc kinh thành cũng có người bị lây nhiễm, còn đã căn ba người nhà hắn. Đường Phú Khang ngay gần đường Phú Quý, triều đình ra lệnh tiến hành phong tỏa đường Phú Khang, vùng lân cận không có ai bị lây nhiễm, mọi người đều phải tản cư. Tử An biết mình không thể tiếp tục ở lại trong kinh nữa, cô dự định đêm nay sẽ đi ra ngoài thành cởi bỏ kinh mạch cho Vương Du, cô không có cách nào cứu hắn nữa. Trước khi ra ngoài, Mộ Dung Khanh tới. Tại sao còn chưa đi? Mộ Dung Khanh tỏ ra rất tức giận. Thương Mai nói, ngày mai ta sẽ đi ngay, vừa định đi ra ngoài thành, cởi bỏ kinh mạch cho Vương Du, để hắn thoải mái một chút. Bản Vương cùng đi với nàng, Mộ Dung Khanh nói, thấy vẻ mặt cô ảm đạm, cảm thấy có lẽ cô bất lực với bản thân, cảm thấy chán nản đau lòng. Người không nên đi, về sớm nghỉ ngơi một chút, nhìn vành mắt người đều đen rồi. Thương Mai đau lòng nói, không vội, trở về cũng không ngủ được, Mộ Dung Khanh rục ngựa tới nhưng bây giờ ra khỏi thành sẽ đi xe ngựa của cô. Xe ngựa lọc cọc chạy ra khỏi thành, bây giờ toàn thành phong tỏa, ra khỏi thành đều phải bị kiểm tra, thương mai vén rèm lên, người giữ thành nhìn thấy mộ dung khanh thì vội cho đi. Thương mai thấy hắn cau mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề, không kìm được hỏi tình hình hiện tại rất nghiêm trọng phải không? Ngoài thôn Thạch Đầu và Đường Bắc, trong quân cũng xuất hiện vấn đề, đã có 32 người bị căn, nhưng chỉ có một người xuất hiện triệu chứng mộ dung khanh trầm giọng nói quân doanh cũng có rồi trước đó không phải người nói đã sai người giám sát nghiêm ngặt sao không giám sát nổi nếu bản thân người bị cắn không nói thì ai biết được sau khi hắn cắn người người bị cắn cũng không hề nói ra đến tận khi người này xuất hiện triệu chứng điên cuồng thì mới bị phát hiện sau đó bắt toàn quân cởi bỏ quần áo mới phát hiện có ba mươi mấy người bị cắn người còn lại không xuất hiện triệu chứng chứng minh ba mươi một người đều bị một người cắn Thương Mai nói. Đúng vậy, điều này rất kinh khủng, Thương Mai, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, một người có thể cắn ba mươi mấy người mà không bị phát hiện, điều này có nghĩa là gì? Trong quân có người che chở cho người căn người này, Thương Mai không hề nghĩ ngợi nói. Không sai, đóng quân ở Kinh Thành đều là thống soái của bản vương, dưới trướng bản vương có gian tế, mà bên cạnh bản vương cũng có. Vẫn chưa tìm ra gian tế bên cạnh người sao? Thương Mai hỏi. Tìm ra rồi, là người của quý thái phi. Mộ dung khanh cười lạnh một tiếng, bà ấy cải gian tế bên cạnh bản vương, lần này, trong quân cũng xuất hiện gian tế, chuyện này có nghĩa ít nhiều bà ấy cũng tham dự trong đó. Gian tế trong quân chưa chắc là do bà ấy cải vào. Thương Mai nói, không phải cô giải thích cho quý thái phi, chẳng qua cô còn cảm thấy còn có những khả năng khác. Một người sắp xếp, trừ một người thì toàn bộ bị cắn, người không bị cắn là họ hàng xa nhà mẹ bà ấy, do bà ấy sắp xếp vào. Nghe vậy, thương mai biết hẳn đã điều tra rồi. chương 249, nghiêm vinh lại bị cắn. Thương mai cảm thấy hơi thật tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ hoàng triều nhà mộ dung, cũng bao phủ đỉnh đầu mộ dung khanh, nếu như hắn không tìm ra cách khống chế ôn dịch lây lan thì nhiếp chính vương này của hắn cũng chấm dứt. Đến lúc đó, thế cục trong triều sẽ trở nên hỗn loạn. Trong Triều hỗn loạn thì quốc gia cũng hỗn loạn, khi ấy, cường quốc và man di sẽ nhân cơ hội xâm lấn. Hơn nữa, bây giờ ôn dịch đã bộc phát ở ba nơi còn chưa đến giai đoạn cao điểm nếu ôn dịch không bị khống chế có thể sẽ tiếp tục bộc phát ở các nơi khác khi đó dù mộ dung khanh có năng lực đi nữa cũng không thể ngăn cản tình thế thay đổi đột ngột thương mai nắm chặt tay hắn cũng không biết nói gì chỉ có thể yếu ớt nói sẽ qua thôi chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết mộ dung khanh ngắm nhìn cô nàng không cần lo lắng ngày mai lập tức rời khỏi kinh thành nếu không một khi nàng bị người ta lợi dụng Rơi vào vòng luẩn quẩn này, bản vương sẽ bị người ta khống chế. Tử An hiểu được sự lo lắng của hắn, hơn nữa chuyện này dù dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, cuối cùng bản thân lại bị liên lụy. Được, ngày mai ta sẽ đi. Thương Mai đồng ý, nhưng mà cô thật không yên lòng, tình thế trong kinh như vậy, hắn có thể gánh vác được hay không? Hai người nắm chặt tay nhau, nhưng không biết nói gì. Việc quân việc nước là việc lớn. Không phải chuyện mà một cô gái xuyên qua như cô có thể can dự, cô cũng không thay đổi được gì. Cô chỉ mong không trở thành gánh nặng của hắn là được. Hai người tới tiểu viện ở ngoài thành, còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái. Mộ Dung Khanh và Thương Mai liếc nhìn nhau, rồi vội bước vào. Chỉ thấy Nghiêm Vinh và Vương Đại Tẩu đều từ bên trong lao ra, vẻ mặt hai người đều bối rối, thị vệ đóng ở đây xông vào trong, bên trong phát ra âm thanh thê lương khi hai người nhìn thấy trên MU u bàn tay nghiêm vinh và vương đại tẩu giấu răng dướm máu, trong lòng đều châm xuống. Trời à, thương mai chấn kinh, hắn đã tỉnh lại. Mộ dung khanh xông nhanh vào. Không thể nào, rõ ràng cô đã phong bế kinh mạch của hắn, hắn đã tiến vào trạng thái giả chết, không có khả năng tỉnh lại. Sắc mặt nghiêm vinh tái mét, đi đến bên giếng nước bắt đầu cọ rửa vết thương, cơ thể hắn khẽ run lên, rõ ràng đang cố gắng áp chế nỗi sợ hãi của mình vương đại tẩu thì ngồi phịch xuống đất mặc cho máu tươi trên tay chảy ra thương mai đi tới kéo nàng đến bên giếng nước cọ rửa vết thương mộ dung khanh lại trói vương du lại đẩy ra ngoài đẩy vào trong lồng tre lập tức châm kim cho hôn mê bên trong còn có một thị vệ bị cắn hơn nữa bị cắn rất thảm mất một tai máu me đầm đìa đi ra may mà thương mai mang theo hòm thuốc lau sạch vết thương cho hắn ở đây không hề có một tiếng động tĩnh mịch đến đáng sợ ba người ở đây đều đang chờ chết mộ dung khanh kiểm tra vết thương cho nghiêm vinh nghiêm vinh và vương đại tẩu đều bị cắn vào tay vết thương không sâu nhưng có máu tươi chảy ra vương gia thuộc hạ không sao nghiêm vinh nói nhưng âm thanh run rẩy vẻ mặt mộ dung khanh hết sức bình tĩnh hắn lật qua lật lại kiểm tra tay nghiêm vinh một chút sau đó lại không ngừng dùng nước rửa đến tận khi tay nghiêm vinh trắng bệch mới thôi rốt cuộc vương đại tẩu không nhịn được khóc lên, bà của ta phải làm sao bây giờ? Bà bị mù, sau này sẽ sống bằng cách nào? Nghe thấy, trong lòng thương mai rất khó chịu, gần như muốn khóc. Cô không thể chữa được loại virus này, cũng có nghĩa cô không thể cứu được mấy người này. Nghiêm vinh an ủi vương đại tẩu, người yên tâm, nếu chúng ta chết rồi, tổ tướng quân sẽ chăm sóc bà ngươi. Vương đại tẩu lau nước mắt, nhìn vương du đã lâm vào hôn mê, lẩm bẩm cũng tốt, cũng tốt, cả nhà chết hết rồi thì ta sống cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đều chết đi. Nghiêm Vinh bỗng ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nếu như ta chặt đứt tay, có phải có thể sống hay không? Thương Mai lắc đầu, ta không biết. Nếu loại virus này không có xâm lấn quá nhanh, khi bị căn lập tức chặt tay, có lẽ là có thể, nhưng bây giờ đã cọ rửa lâu như vậy, nếu virus đã khuếch tán, thì dù chém đứt tay cũng chẳng giải quyết được gì. Mộ Dung Khanh châm giọng nói, vô dụng, người của cục huệ dân từng đến báo, thôn thạch đâu có một người bị cắn, chém nước tay rồi vẫn bị bệnh. Nghiêm vinh cục mắt, che giấu vẻ thất vọng, ô, như thế này cũng tốt, ít nhất chết được toàn thây. Thương mai băng bó kỹ cho thị vệ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải trước đó cô nói muốn phong bế kinh mạch vương du, hắn vẫn sẽ ở trong lòng, có lẽ tối qua đã không có ở đây, cũng không có thêm ba người bị hại. Nói thẳng ra, ba người này vì cô tự cho là thông minh mà chết. Cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, một tiếng xin lỗi cũng không thốt ra được. Cô biết, cuối cùng âm thanh trách tội sẽ đến. Quả nhiên, sau khi khóc xong, Vương Đại Tẩu oán hận nhìn thương mai, Tô Tướng Quân nói y thuật của ngươi rất lợi hại, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi nói hai ngày nay hắn sẽ không thể nhúc nhích, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, là ngươi hại chết chúng ta. Nghiêm vinh vội vàng quát lớn, Vương Đại Tấu, không thể nói bậy, không thể trách Đại Tiểu Thư, nàng chỉ có ý tốt đến chữa trị cho Vương Du có gió thổi qua, thổi đến mức đèn trong viện chập chờn, nhưng mọi người vẫn im phăng phách, thậm chí hô hấp cũng như ngừng lại. Cuối cùng, vẫn là nghiêm vinh đứng lên phân phó những thị vệ không có chuyện gì, ngay đêm nay, các người hãy chế tạo mấy cái lồng sắt đi, phải nhanh. Bọn thị vệ im lặng nhìn mộ dung khanh, ánh mắt mộ dung khanh hết sức u ám, nhưng lại không nói gì. Thị vệ chắp tay rời đi. Thương Mai ngồi trước hành lang, hai tay che mặt. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô nàng cũng không phải cố ý chứa tự trách thương mai ngẩng đầu nhìn hắn nước nở nói người cứ trách ta đi ta biết người rất quan tâm nghiêm vinh là ta hại chết hắn mộ dung khanh châm mặc một chút đừng nghĩ nữa về sớm một chút ngày mai lập tức rời khỏi kinh thành nhưng thương mai chậm rãi lắc đầu không ta không đi cô không thể rời đi vào lúc này cô bỏ đi như vậy thì cô là loại người gì anh trai của nghiêm vinh đã chết trong lần ám sát trước nếu lần này nghiêm vinh cũng xảy ra chuyện cô thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ nghe nàng ở lại đây cũng không giúp được gì vẫn nên đi đi mộ dung khanh nói không ta sẽ ở lại đây thương mai khẩn cầu nói thật trước kia ta không muốn đi lắm giờ càng sẽ không đi thương mai đừng bướng bỉnh nàng ở lại trong kinh sẽ chỉ bị người ta lợi dụng đến lúc đó bản vương cũng không thể bảo vệ được nàng Mộ Dung Khanh phiền muộn nói. Hắn đã biết, Hoàng Thái Hậu cố ý để cô đi vùng bị dịch bệnh, một khi tiến vào vùng dịch, cô sẽ không dễ dàng trở ra. Nếu như đây vẫn luôn là một âm mưu, mục đích đầu tiên của bọn họ là muốn tiêu diệt Thương Mai. Thương Mai còn muốn kiên trì, những mộ dung khanh đã lạnh lùng nói, nếu nàng ở trong kinh mà có tác dụng, bản vương sẽ không để cho nàng đi, nhưng nàng xem bây giờ mọi việc đã biến thành cái gì nếu nàng rời đi sớm một chút thì mấy người nghiêm vinh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn đứng lên, nàng đi về trước đi, sáng sớm mai, bản vương sẽ bảo tiêu thác đưa nàng rời đi. chương 250, người sẽ nghĩ ra cách. Hạ thương mai lê bước chân nặng nề trở về tướng phủ, du ma ma cầm đèn đi ra, thấy sắc mặt cô trắng bệch, vội hỏi, đại tiểu thư, ngài sao thế này? Hạ thương mai lắc đầu, ta không sao đâu, người đi nghỉ ngươi đi ta muốn yên tĩnh một lát. Dù ma nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, được, vậy ngài nhanh đi nghỉ ngơi thôi. Bà ta đi vào giúp thương mai dọn giường, nhìn thấy thương mai ngồi một bên, vẻ mặt nặng nề, bà ta khẽ thở dài nói, có chuyện gì đại tiểu thư khoan hãy suy nghĩ, ngài nghỉ ngơi trước đã. Thương mai ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Dù ma ma, được, ta biết rồi. Dù ma ma xoay người đi ra ngoài, đêm nay nô tỳ sẽ canh giữ bên ngoài, nếu đại tiểu thư muốn tìm người nói chuyện thì nô tỳ ở ngay đây. bà ta đóng cửa lại. thương mai nghe thấy bên ngoài có tiếng ghế vang lên. cô biết tối nay Juma Ma sẽ gác đêm ở đây. thương mai cuộn mình ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ. cô biết mộ dung khanh là cố ý nói câu kia, mục đích là muốn cô đi. nhưng cô cũng biết thật ra trong lòng hắn có trách cô, chỉ là không đành lòng nói nặng cô mà thôi. cô thà rằng hắn mắng cô vài câu. cô đúng là quá tự cao tự đại ngày đó cái gọi là manh mối có lẽ hoàn toàn không có có liên quan gì đến bệnh cương thi. Cô đã hại nghiêm vinh, hại vương đại tẩu, hại luôn cả người thị vệ kia. Cô đã hại chết hạ lâm, bây giờ lại có ba người bởi vì cô mà chết. Thương mai suốt đêm không ngủ, trong đầu cô đang suy nghĩ lung tung về căn bệnh cương thi kia, suy nghĩ về việc tại sao vương du lại đột một tỉnh dậy, điều này gần như là không thể. Các kinh mạch đã bị phong bế và chuyển sang trạng thái chết giả thậm chí ngay cả Mộ Dung Khanh lúc đó cũng không cách nào tỉnh lại, nhất định phải chờ cô rút kim châm ra mới tỉnh lại được. Tại sao Vương Du lại có thể đột phá kinh mạch? Suy nghĩ cả đêm, cô cũng không nghĩ ra được gì, đầu óc càng rối bời. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thác tới. Tối qua Mộ Dung Khanh đã sai người báo cho hắn ta biết, bảo hắn ta dẫn thương mai rời khỏi kinh thành. Hắn ta cũng biết chuyện của Nghiêm Vinh, tất cả mọi chuyện. Hôm nay hắn ta đến tướng phủ sau khi thấy Thương Mai câu đầu tiên hắn ta hỏi là, người định rời đi như thế này sao? Thương Mai không trả lời, cô không muốn đi nhưng không đi ở lại đây thì có ích gì? Cô không giúp được gì. Bây giờ người đi, tướng phủ sẽ không ngăn người được, nhưng qua một hai ngày nữa, chỉ sợ đến lúc đó người có muốn đi cũng không. Đi được, tiêu thác lại nói tiếp. Thương Mai nhìn hẳn ta nói, vậy ngươi muốn ta đi hay ở? Ta không biết, vương gia bảo ngươi đi, Người phải đi nhưng ta hy vọng có thể nghe được tin tốt từ ngươi. Tiêu thác nhìn cô, đáy mắt vẫn còn hy vọng. Chỉ là hy vọng trong mắt hắn ta cũng dần dần vụt tắt vì vẻ tối tăm trên mặt thương mai. Cô cũng hết cách. Tiêu thác ngang nhiên nói, đi thôi. Liên Thúy Ngữ đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, Du Mama và Đao Lão Đại Tiểu Khuyên đang cầm đồ đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều đang nhìn thương mai, đợi cô ra lệnh. Nhưng thương mai lại ngồi xuống thềm đá, ta không thể đi, thương mai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tiêu thác, người trở về nói cho vương gia biết, ta không đi. Không được, vương gia đã nói, nếu ngươi không thể đối phó với bệnh dịch thì nhất định phải rời đi. Không, thương mai bỗng nhiên hạ quyết tâm, ta không đi. Tiêu thác tức giận, người còn muốn thế nào? Bây giờ người cũng đã hại nghiêm vinh bị cắn rồi, người muốn hại thêm nhiều người nữa người mới vừa lòng hả dạ phải không? Tiêu thác, người nói hưu nói vượn gì thế? Cầm miệng, một giọng nói trong trẻo vang lên là loan loan đến rồi nàng ta đeo tay nải dẫn theo nha hoàn bước vào vừa bước vào cổng đã nghe được lời này của tiêu thác lập tức nổi giận tiêu thác ngẩng đầu nhìn nàng ta sắc mặt âm trầm hỏi ngươi tới đây làm gì loan loan nhìn thương mai nói tổ mẫu bảo ta tới đây bà ấy nói ngươi muốn rời kinh bảo ta đi với ngươi thương mai ngẩn ra tổ mẫu của ngươi biết ta muốn rời kinh đúng bà ấy biết ai nói với bà ấy. Loan loan lắc đầu, không biết, nhưng bà lão này tính toán như thần, cho dù không có ai nói cho bà ấy biết, bà ấy cũng sẽ biết. Thương Mai không nói gì nhưng lại biết lão Thái quân có tay trong. Trong quân doanh bùng nổ bệnh cương thi, triều đình chắc chắn sẽ. Vô cùng sốt ruột, tất cả các đại phu đều sẽ bị điều động đi qua đó, cho nên bà ấy suy luận nhiếp chính vương chắc chắn sẽ bảo cô đi nhưng việc cô không hiểu rõ là tại sao lão thái quân lại để loan loan đi cùng cô tiêu thác nhìn trần loan loan người góp vui gì chứ mau trở về đi loan loan rất thất vọng nhìn tiêu thác ta vốn tưởng ngươi là người ân oán rõ ràng nhưng không ngờ ngươi cũng là kiểu người không phân biệt đúng sai ngươi nói thương mai hại nghiêm vinh nhưng nàng ấy có muốn như thế không không phải nàng ấy cũng chỉ vì muốn cứu người sao sao ngươi biết chuyện này tiêu thác nhìn chằm chằm nàng ta tô thanh nói với ta Loan Loan nhanh chân bước tới kéo tay Thương Mai nói, tổ mẫu nói, người rời kinh là cách tốt nhất, chúng ta đi thôi. Nhưng Tiêu Thác lại kéo tay Trần Loan Loan, âm châm nói, tại sao Tô Thanh lại nói cho người biết chuyện này. Chuyện gì Tô Thanh cũng nói với ta, Trần Loan Loan hất tay hắn ta ra, dù sao ta cũng biết hết. Người đi đi, không cần người đi với chúng ta, người trở về nói với vương gia, cứ nói Trần Loan Loan ta dẫn Thương Mai đi, hơn nữa trên đường đi sẽ có người do tổ mẫu ta sắp xếp bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương chúng ta được. Chuyện gì Tô Thanh cũng nói với ngươi, tại sao vậy, tại sao hắn ta lại nói cho người biết, Tiêu Thanh vẫn cắn chặt đề tài này không buông. Việc này không phải là nhờ công lao của ngươi sao, ngươi giới thiệu Tô Thanh cho ta quen biết, đợi đến lúc hai chúng ta thành thân nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mừng. Tiêu thác lạnh lùng thốt lên, ai thèm uống rượu mừng của các ngươi. Ngươi dẫn nàng đi đúng không, được có người của trần gia các ngươi ra mặt ta liên không hầu hạ nữa hắn ta nói xong liên phất ống tay áo rời đi thương mai nhìn loan loan hình như người đùa quá trớn thì phải ngay cả rượu mừng cũng nói ra luôn rồi loan loan bực bội nói không ta không phải nói đùa với ngươi nếu hắn ta không cưới ta tô thanh sẽ đồng ý cưới ta tô thanh nói dù sao ta chỉ là muốn tìm một người để gả đi nếu sau này hắn ta tìm được một cô nương tốt hắn ta hưu ta là được rồi. Bây giờ thương mai có tâm trạng không quan tâm đến những chuyện này, cô chỉ nhìn loan loan nói tổ mẫu của ngươi muốn bảo vệ ta rời kinh. Đi vào nói chuyện, Trần loan loan nhìn phía sau thấy không có người liên kéo thương mai đi vào phòng. Sau khi đi vào, nàng ta đóng cửa lại, nghiêm túc nói, người đi không được đâu. Tổ mẫu nói bây giờ Thái Phi và lão phu nhân đã bố trí mai phục. Người rời kinh không bao lâu sẽ gặp phải sát thủ mà bọn sát thủ này sẽ không lấy luôn mạng của ngươi chỉ là ép ngươi trở lại kinh thành hoặc là bắt ngươi lại đến khi nào có ý chỉ hạ xuống thì bọn họ lại thả ngươi ra bọn họ bắt tay với nhau sao thương mai nhíu mày không sai bà lão kia của nhà các ngươi là kẻ có lợi mới làm chắc chắn quý thái phi đã cho bà ta lợi lộc gì rồi cho nên bà ta mới phản chiến giúp đỡ nhưng mà bọn họ có chắc chắn ý chỉ này sẽ hạ xuống không đương nhiên là có rồi Hoàng Thái Hậu là tỷ tỷ ruột của Quý Thái Phi, trước kia quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, tổ mẫu nói Quý Thái Phi đã vào cung nói với Hoàng Thái Hậu rồi. Hoàng Thái Hậu cũng hơi động lòng, bây giờ tình hình càng ngày càng trầm trọng, Hoàng Thái Hậu trước sau gì cũng sẽ hạ chỉ. Vùng dịch là do bà ta sắp xếp, một khi ngươi đi vào vùng dịch ngươi có biết hậu quả thế nào không? Thương Mai nghi ngờ hỏi, nếu đã như vậy, tại sao tổ mẫu của ngươi còn để ngươi đi theo ta? Trần Loan Loan ghé sát tai cô nói, tổ mẫu bảo ta nói cho người biết những chuyện này, tự ngươi sẽ nghĩ ra cách. chương 251, thời điểm phản kích. Thương Mai bắt đầu trầm tư. Nếu rời đi, lão phu nhân và quý thái phi trên đường truy kích dữ dội, nếu rơi vào trong tay bọn họ, đương nhiên sẽ phải chịu đau khổ. Nếu không rời đi, thì sẽ bị mắc kẹt, bản thân sẽ bị xô đẩy ra ngoài. Đi không được, ở không xong, có thể đi đường nào đây? Có biết địa điểm mai phục không?" Thương Mai hỏi. Trần Loan Loan lắc đầu, tỷ không nghĩ tới sao, tỷ rời kinh thành, sẽ có người theo dõi, bất luận tỷ đi hướng nào, cũng đều bị người ta chặn lại. Thương Mai bắt đầu nhíu mày, nếu là như vậy, thế thì cũng chỉ có một con đường có thể đi, chính là nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh cương thi. Đây chẳng phải là ý của lão thái quân sao? Nhưng làm sao lão thái quân lại chắc chắn cô có thể nghiên cứu được phương thuốc hay? ngay chính cô cũng không thể khẳng định, không, không phải không thể khẳng định, mà chính cô cũng không có chút chắc chắn nào. Người cố ý chọc giận tiêu thác, chính là không muốn cho hắn ta đưa ta rời kinh thành, phải không? Người có nơi khác để đi sao? Thương Mai hỏi, không sai, nhà của chúng ta có một khu nhà ở gần cổng thành, tỷ có thể ở tạm, ta sẽ cùng tỷ đến đó, sau đó tỷ có thể từ từ nghĩ biện. Pháp, nếu không được, ca ca ta sẽ dụ những người đó đi, Chúng ta sẽ nhân cơ hội rời khỏi. Ngươi làm thế nào dụ họ rời đi? Nếu ta đoán không sai, chỉ cần ta bước ra khỏi cửa lớn của tướng phủ, bọn họ sẽ bám theo ta ngay, khi ta rời khỏi thành, bọn họ cũng sẽ theo kịp. Chuyện này tỷ cứ yên tâm, bọn họ có thể biết tỷ ở trong nhà họ Trần chúng tôi, nhưng nếu chúng ta muốn đi, họ không thể biết được. Trần Loan Loan định liệu trước nói. Thương Mai cảm thấy đây cũng là một cách, hiện tại cô thật sự không nghĩ rời khỏi kinh thành nếu có thể trốn đi từ từ nghĩ cách, có lẽ đây cũng là một con đường tốt. Được, cứ vậy đi, ta đi theo ngươi. Thương Mai nói xong, mở cửa phòng giao việc cho Du Mama, ngươi cùng mẫu thân ở tại chỗ này, ta đưa đao lão đại cùng tiểu khuyên đi, ngươi lo được không? Cái gọi là lo được, chính là lo liệu mấy ngày này không bị người của tướng phủ đến quấy rối, làm khó. Du Mama nói, yên tâm, có Phan Đan ở đây, tuy Phan Đan không can dự đến chuyện của tướng phủ, nhưng hắn ta cũng sẽ không để cho phu nhân bị làm khó. Vậy làm phiền hãy chăm sóc tốt mẫu thân và quế viên, ta đã viết đơn thuốc cho quế viên, bà cứ dựa theo đó bốc thuốc cho hắn ta là được. Biết rồi, đại tiểu thư mọi sự cẩn thận, dù ma ma không biết cô và Trần Loan Loan nói cái gì, nhưng nhất định là chuyện kế hoạch, cho nên bà ta không hỏi nhiều. Thương Mai đưa đao lão đại và tiểu khuyên rời khỏi tướng phủ, cũng không có ai hỏi đến bọn họ đi nơi nào. Nhưng cô vừa mới đi, có người báo với lão phu nhân lúc đó hạ thừa tướng cũng đang có mặt lão phu nhân đại tiểu thư và tiểu thư nhà họ trần đi rồi khóe miệng lão phu nhân lộ ra sự xót xa cười cười cô ta chạy không thoát đâu hạ thừa tướng nói mẫu thân ngày mai có nên hành động không đừng vội trước hết cứ để cô ta trốn hai ngày sau đó làm cho thế cục trở nên căng một chút lão phu nhân nói hạ thừa tướng do dự một chút nhưng nếu sự tình càng không thể vãn hồi, e là ngay cả chúng ta cũng không có biện pháp khống chế. con yên tâm, lão thân có biện pháp riêng, hiện giờ bốn phía đều có địa điểm người mắc bệnh cương thi, đến lúc đó giết hạ thương mai, làm cho thế cục sau đó càng thêm rối ren. triều thần buộc nhiếp chính vương hạ lệnh giết sạch những người nghi nhiễm bệnh, như vậy thái phó nhân cơ hội này công khai sự tàn bạo của hắn ta. Hạ thừa tướng lắc đầu, không, mẫu thân, thế cục biến hóa khôn lường, giữa chừng xuất hiện biến cố, không thể đoán trước được, chúng ta phải khống chế số người bị nhiễm bệnh, không thể để tăng thêm. Hiện giờ chúng đã không chịu sự khống chế của chúng ta rồi, nếu giờ đưa chúng đến một điểm, chúng ta sẽ không thể khống chế được nữa, con cũng đừng lo lắng nhiều, chuyện tới nước này, cứ làm theo kế hoạch đi, có mấy tên dân đen chết cũng không có gì. Hạ thừa tướng trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, chuyện này sau khi bình ổn, nếu truy cứu, ắt sẽ truy ra ông ta. Sau này bị truy cứu thì sao? Lão phu nhân khoát tay, có truy cứu cũng không truy ra con, đại phu của huệ dân thự đã bị diệt khẩu cho dù truy tìm ngọn nguồn cũng chết không đối chứng, ai có thể tra ra được con. Hạ thừa tướng nghĩ nghĩ, cắn răng nói, muốn làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, quả thật không nên nhìn trước ngó sau. Con nghĩ như vậy là được rồi, hãy nhìn lại đi, tiếp tục đặt ở phía đông kinh thành, bốn điểm đầy đủ hết, hiện giờ quân doanh, góc tây bắc, thôn thạch đâu là ba điểm có dịch bệnh, hoàng thái hậu chú trọng, còn phải bốn phía trong kinh thành đều bùng nổ dịch bệnh mới được. Được, nhị tử đi sắp xếp. Hạ thừa tướng bắt đầu suy nghĩ một chút, phía Hạ Thương Mai giao cho Quý thái phi được không? Quý thái phi sớm đã sắp xếp người đi theo cô ta, cô ta chạy không được đâu, cùng lắm nếu trốn đi, cô ta có thể ra khỏi thành thì vừa hay lọt vào trong tay Quý thái phi, trước làm cho cô ta thấy tốt hơn, sau cho cô ta đến khu dịch bệnh. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Mối hận Lam Ngọc không thể không báo, tiểu tiện nhân này đã làm hỏng cục phong thủy trong phủ, nhất định cô ta phải chết. Vậy được rồi. Lão phu nhân liếc nhìn ông ta một cái, con đó, không cần ở cùng một chỗ với Tây Môn Hiểu Nguyệt, đợi tấn quốc công lo xong chuyện này, thì cắt đứt đi, nếu không truyền ra ngoài thì con cũng không yên đâu. Ta đã nhờ thôi Thái Phi chú ý tôi, tìm một người phụ nữ hiền thục, lấy làm vợ giúp khai chi tán diệp, tướng phủ chúng ta mới có thể hưng vượng lên được. Vâng, nhi tử đã biết hạ thừa tướng nói. Quả thực thời điểm này đã đến lúc cắt đứt với Tây Môn Hiểu Nguyệt, ông ta đã quá mệt mỏi với Tây Môn Hiểu Nguyệt. Con ưng dạng phụ nữ như thế nào? Con nói đi, lão thân sẽ nói một tiếng với Thôi Thái Phi. Đối với chuyện này, lão phu nhân rất lo lắng, hạ thương mai chết đi, huyết mạch của tướng phủ sẽ bị chặt đứt, bà ta một lòng muốn kéo dài đường con cháu cho tướng phủ, nhị phòng cũng không chịu thua kém, cưới kẻ đê tiện, cùng tên Trần Ninh kia làm chuyện khiến dư luận xôn xao, bà ta cũng không mong đợi gì nhị phòng. may mắn là hiện giờ ông ta cũng còn trẻ, cưới lại một phu nhân, thêm vài thị thiếp nữa, vài năm sau, con cháu sẽ trật cả sảnh đường. Thương Mai đến nhà họ Trần ở cổng thành, sau khi ổn định chỗ ở, sắp xếp mọi chuyện, phải tranh thủ thời gian, trước hết làm cho tướng phủ loạn lên. vì vậy, cô nói với Trần Loan Loan, người giúp ta tìm đại tiểu thư nhà họ Hồ, gửi cho nàng ta một phong thư. tỷ biết nàng ấy. Trần Loan Loan mở to đôi mắt, nàng ấy là người ăn thịt không nhả xương đó. Ta cần người như thế hỗ trợ, ngày đó Thương Mai đã chứng kiến sự việc, Hồ Hạnh Nhi mà cô đã gặp không phải bộ mặt thật của nàng ta, thủ đoạn lợi hại, nếu được nàng ta hỗ trợ, Tướng phủ sẽ là nơi đầu tiên gặp rối loạn. Hiện giờ phải làm cho Tướng phủ rối loạn, mới có thể nhúng tay vào hôn sự của Hạ Oanh Nhiễm, hoàn toàn cắt đứt quan hệ Tướng phủ và Thái phó, khiến Hạ thừa tướng tạm thời rơi vào trạng thái tứ cố vô thân. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho hạ thừa tướng và lão phu nhân chân chính về phe quý Thái Phi, nhưng cần nhắc nặng nhẹ, cho dù quý Thái Phi có muốn tiếp nhận lão phu nhân và hạ thừa tướng cũng phải quan sát ít lâu, không dám giao việc lớn, như vậy cô có thể nhân chuyện bệnh dịch, nhổ tận gốc tướng phủ. Đương nhiên, nếu làm đến như vậy, cũng phải đạt được điều kiện cơ bản, là cô phải nghiên cứu chế tạo ra được thuốc chữa bệnh. Khi đang đi trên đường, cô đã suy nghĩ cẩn thận dụng ý của lão Thái Quân, trốn tránh không phải là cách nếu bọn họ bức cô phải vào. Cuộc, cô phải tự mình đi vào, sửa thế bị động thành chủ động. Thời gian này, chịu ớt ức đã lâu, từ khi bệnh cương thi xuất hiện cô phải chịu sự quản chế của người khác, nhân cơ hội này mà phản kích. chương 252, cùng trở về thành. Trần Loan Loan đã đem một bức phong thư đến cho Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi nhìn bức thư được gấp gọn đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Loan Loan, hạ thương mai có nắm chắc sẽ đối phó được bệnh cương thi không? Trần Loan Loan nói, chuyện này ta không biết, cô ấy không nói. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, được, người trở về nói cho cô ấy biết, ta sẽ giúp cô ấy, nhưng cũng xin cô ấy làm theo những gì viết trong thư, ghi nhớ công lao tương trợ của ta. Người yên tâm, cô ấy nhất định làm theo, Trần Loan Loan nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp, phong thư này, người đã xem qua chưa? Không có khả năng, Trần Loan Loan tức giận nói, ta sao có thể nhìn lén thư từ. Thư đã mở ra rồi. Hồ Hạnh Nhi tựa người vào ghế thái sư, con mắt lộ ra sự khôn khéo. Trần Loan Loan kinh ngạc nói, thật sao? Mở ra rồi sao? Ta không để ý. Hồ Hạnh Nhi chăm chú quan sát nàng ta một hồi lâu, cháu gái của Trần Thái Quân phải không? Ừm, ta tin lão Thái Quân, tự nhiên cũng tin cháu gái của bà ta. Trần Loan Loan ra vẻ đạo mạo ư một tiếng, ta trở về nói với thương mai, chuyện các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu đã quyết định. Hồ Hạnh Nhi nở nụ cười, cấu kết làm chuyện xấu. Hay lắm, ta thực thích câu này. Trần Loan Loan cảm nhận Hồ Hạnh Nhi cũng khá bí hiểm, nàng ta cũng không muốn nói nhiều, cảm giác cặp mắt kia nhìn thấu đáy lòng ta đi đây. Đi thong thả, Hồ Hạnh Nhi lại cầm giấy viết thư lên, cẩn thận nhìn một lần nữa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Người tới, một hạ nhân đến, đại tiểu thư, giúp ta hẹn thái tử, xem hắn ta hôm nay có rảnh rỗi đến từ ái viện một chút không đại tiểu thư muốn hẹn thái tử điện hạ hạ nhân giật mình cứ làm theo ý của ta sau đó ta sẽ đi mời thái tử nghĩ cách báo cho nhị tiểu thư tướng phủ hạ oanh nhiễm hồ hạnh nhi thản nhiên nói người làm thuê do dự một chút đại tiểu thư ngài thật sự không nên qua lại với tướng phủ hồ hạnh nhi lắc lắc cây bút lông không dính mực trong không trung từ khi nào việc của ta cần ngươi can thiệp đi đi vâng hạ nhân lui ra ngoài không cần phải khuấy nước cho đục nhưng, đây cũng là một đường lui tốt, không phải sao. Nàng ta lần thứ hai nắm lấy thư, sau đó châm lửa đốt thư. Đê yêu là cùng một loại người, hôm đã gặp nhau thì cứ gì cần biết rõ ai với ai. Trong tiểu viện của nhà họ Trần, đao lão đại đi một vòng trở về, nói với thương mai, bốn phía đều có rất nhiều người theo dõi chúng ta. Thương Mai thản nhiên nói, mặc kệ bọn họ đi. Đao lão đại thấy trên bàn của Thương Mai có rất nhiều sách, hắn ta một chữ cũng không biết, đại tiểu thư, sách này xem tốt vậy sao? Thương Mai dừng đọc sách ngẩng đầu lên, rụi mắt, nếu hiểu được sẽ tốt, không hiểu được thì không tốt. Những sách y học này đều là mua ở đây, không có gì mới mẻ, hơn nữa, trong sách lại viết gì đó, đều là những thứ nhập môn cơ bản tâm thường, đối với cô không có ích. Đào lão đại nói, nếu đại tiểu thư muốn trị bệnh cương thi, tại sao không tìm một người bị bệnh cương thi mang về từ từ quan sát? Đọc sách cũng vô dụng, Trước kia chưa từng nghe qua bệnh cương thi. Lời này của đao lão đại bỗng nhiên làm thương mai thức tỉnh. Cô đứng bật dậy, người lập tức đi ra viện ở ngoài ô, nhìn xem ai ở đó, hỏi có thể đương nghiêm vinh tới nơi này không. Đao lão đại đáp, được. Đao lão đại đến ngoài ô kinh thành, chỗ tiêu thác canh giữ, thương mai không đi mà ở lại tiếu viện nhà họ Trần. Tức giận nói Trần loan loan không phải nói muốn dẫn cô ấy đi sao. Vương gia ra lệnh, bảo người đưa đại tiểu thư rời khỏi kinh thành cô ấy không đi có phải muốn tai họa dáng xuống đầu mới cam tâm. Sáng nay đao lão đại nghe tiêu thác nói vậy rất không vừa lòng, nhưng hiện tại lại nghe hắn ta nói như thế, vùng roi ra vù một tiếng. Ngươi dám mắng đại tiểu thư, ta liều mạng với ngươi. Tiêu thác liếc mắt một cái, đồ ngốc. Đao lão đại nói, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể mắng đại tiểu thư. Nghiêm vinh đi tới, hạ đại tiểu thư muốn ta đến đó phải không? hắn ta ở bên trong đã nghe được hai người nói chuyện. Đúng vậy, đại tiểu thư nói phải nghiên cứu điều trị bệnh cương thi, cho nên mời ngài qua một chuyến. Đao lão đại được tiểu khuyên dạy dỗ, đã hiểu nhiều phép tắc. Nghiêm Vinh nói, được, ta cùng vương đại tẩu qua đó, ánh mắt của vương đại tấu đã bắt đầu xuất hiện tia đỏ, nhưng ta thì không sao, cùng đi thôi. Hắn ta đối với thương mai rất tin tưởng, tuy rằng biết trong thời gian ngắn cô khó lòng nghĩ ra cách, nhưng nếu từ từ nghiên cứu, vẫn có thể không cứu được hắn ta thì cứu được những người khác cũng tốt tiêu thác giữ chặt nghiêm vinh người không thể đi vương gia bảo ta ở đây trông coi ngươi nếu không được nghiêm vinh đề nghị chúng ta cùng đi người cũng biết về y thuật của hạ đại tiểu thư có lẽ thật sự cô ấy có thể nghĩ ra cách tiêu thác suy nghĩ một chút ta đi hỏi vương gia đã không cần hỏi đi thôi vương gia cũng sẽ không phản đối nếu thật sự có thể tìm được phương thuốc tốt vương gia sẽ không phải phiền não người không thấy vương ra mấy ngày nay đều bị đại thần ép ra bộ dạng nào hay sao nghiêm vinh nóng vội nói tiêu thác ngẫm lại cũng đúng gần nhất trong chiêu thế của càng lúc càng căng dân chúng cũng không yên ổn tuy rằng cấm đi lại ban đêm nhưng có không ít người thừa dịp trời tối rời khỏi kinh thành muốn tránh qua trận dịch bệnh này nếu tìm được phương pháp chữa bệnh cương thi vậy thì mọi phiền não đều biến mất được ta đi chuẩn bị xe ngựa thừa dịp không ai để ý đưa các người đi Vương Du đã có biểu hiện bệnh, vào thành lúc này rất khó tránh khỏi bị người ta phát hiện, trước hết cứ để ở lại chỗ này, ta sẽ cho người chăm sóc hắn ta. Đào lão đại ngạc nhiên nói, lâu như vậy tên Vương Du này vẫn còn sống sao? Đao lão đại vừa nói như vậy, nghiêm vinh và tiêu thác đều sợ run, thật đúng, hơn hai ngày nay, hắn ta tuy rằng vẫn dùng mê dược, nhưng rốt cuộc vẫn dùng được thuốc sắc, khi uống thuốc sắc cũng không chán ghét như trước. Trước kia mặc dù là đang hôn mê, nhưng khi cho uống thuốc sắc hắn ta theo bản năng kháng cự lại rất khó nuốt xuống nhưng từ khi căn người hắn ta dường như đỡ hơn hay là căn bệnh cương thi này phải cắn người mới có thể sống nếu không ngại kêu cô ấy tới nơi này tiêu thác nói nghiêm vinh lắc đầu không nơi này không ở lâu được hơn nữa nơi này không có cách lấy thuốc ở đây không phải kinh thành tiêu thác ngẫm lại cũng đúng với lại nơi này quá gần với thôn thạch đâu sớm muộn cũng có người điều tra đến đây đi, thu dọn đồ đạc trở về. Nghiêm Vinh đi vào, Vương Đại Tẩu ngồi ở cửa, vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt tơ máu cũng nhiều hơn so với sáng nay, xem ra thân thể cô ta suy nhược hơn, thời gian phát tác cũng ngắn hơn. Một gã thị vệ khác trong mắt cũng có tia đỏ, nhưng tình trạng lại tốt hơn, không có biểu hiện ngây ngốc. Muốn đưa Vương Du vào trong thành, cần phải nghĩ cách, bởi vì thời điểm này nếu vào thành, phải kiểm tra, cho dù là tiêu thác cũng khó lòng đem một người bị bệnh cương thi vào thành. Đao lão đại đưa ra đề nghị, lúc vào thành, quan binh thường kiểm tra trong xe ngựa, không kiểm gầm xe ngựa, nếu cột vương du vào phía dưới xe ngựa, dù sao hắn ta cũng đang hôn mê, cũng sẽ không kêu la, lúc này có thể lừa quan binh đúng không? Nghiêm vinh cùng tiêu thác nhìn nhau, tiêu thác vuốt đầu đao lão đại, tiểu tử, kế sách hay. Đao lão đại thầm nói, cách đơn giản như vậy mà không nghĩ đến, đây là các ngươi ngốc, không phải ta thông minh. Tiểu tử này cũng xấu như chủ tử của hắn ta Tiêu Thác hừ một tiếng. Chương 253, đổi thế chủ động. Sau khi mọi việc được sắp đặt, Tiêu Thác đến thông báo cho Mộ Dung Khanh rằng hắn vẫn chưa rời kinh thành, Mộ Dung Khanh rất tức giận. Người có biết vừa rồi trong phòng nghị sự, có người nói rằng có tin đồn Hạ Thương Mai có thể chữa khỏi bệnh cương thi. Sau khi tin đồn này lan ra, sẽ có bao nhiêu người buộc bổn vương hạ lệnh cho nàng đến vùng dịch. Thiên hạ lại có tin đồn này ư? là ai tung tin, như vậy không phải muốn hại người sao. Còn có ai, kẻ tung tin đồn chắc chắn muốn gây rối. Mộ Dung Khanh rõ ràng vô cùng tức giận, cũng rất mệt mỏi, riêng việc đối phó với sự hoảng sợ và suy đoán lung tung của quan lại đã khiến hắn muốn nổ tung, nay lại thêm tin đồn này nữa. Là Trần Thái Quân đã nhúng tay vào, làm cho Trần Loan Loan đưa người đi, hơn nữa, Trần Thái Quân biết được tin tức, có kẻ chặn đường, nên không thể rời đi, mộ dung khanh tức giận nói bổn vương đã thu xếp cho nàng rời đi cho dù tự nhiên có kẻ chặn đường bổn vương cũng đã bố trí người đánh trả tiêu thác ảo não thật sự xin lỗi ta không làm tốt chuyện này bỏ đi mộ dung khanh suy nghĩ một chút nhìn hắn hỏi giờ nàng ấy ở lại người có nghĩ cách gì không hay là có linh tính gì khác nàng ấy đã cho đao lão đại đương nghiêm vinh và những người khác đến nhà họ trần nói rằng nàng đang thử chữa bệnh Mộ Dung Khanh cao mày, vậy thì tuyệt đối đừng để người ta biết trong kinh thành có bệnh nhân cương thi, nếu không, nhà họ Trần này sẽ nhanh chóng bị san phẳng. Có người đang theo dõi bên ngoài rồi, nhưng nhà họ Trần còn có đường hầm và phòng bí mật, có thể kết nối trực tiếp với bên ngoài thành, một khi có chuyện, có thể lập tức thoát khỏi bằng đường hầm. Bây giờ Nghiêm Vinh và những người khác đều ở trong phòng bí mật. Mộ Dung Khanh kinh ngạc nói, thật không, lão Thái Quân còn có cách này, lão tướng này thật là khó đoán được. Tuy rằng tức giận thương mai không nghe lời, nhưng nghe xong tiêu thác nói, cũng cảm thấy được đây là một sự sắp xếp không tệ, ít nhất tốt hơn so với rời kinh thành. Tận trong đáy lòng, hắn quả thật thấy an tâm hơn một chút. Tô Thanh vào, nói khẽ, vương ra, thị vệ phái đi đảo người điên đã quay về. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, cho vào. Một tên thị vệ tâm ba bốn người tuổi bước nhanh vào, chắp tay cung kính nói, vương ra, thuộc hạ đã trở lại. Mộ Dung Khanh nhìn thấy hắn, hỏi, người đã điều tra được những gì? Tên thị vệ nói, theo thuộc hạ điều tra được, người điên được các quan viên của Cục Huệ Dân đưa về là em họ của Lưu Ngự Y, bị bệnh năm 25 tuổi, đã chữa trị vài năm nhưng không có kết quả, mà còn có ý làm hại người, từng báo qua quan phủ, sau đó không biết như thế nào lại lắng xuống, mãi đến khi hại chết hai người hầu trong nhà họ Lưu, mới bị đưa đến đảo người điên. Lưu Trường Chiếu, mộ dung khanh cao mày, nhớ tới lúc Lương Vương bị bệnh, hắn từng tự mình lựa chọn phương pháp điều trị điều này khiến tình trạng của lương vương trở nên nghiêm trọng hơn chỉ là không biết tại sao hoàng cung không xử lý hắn hắn vẫn là giữ nguyên chức vị đúng vậy đúng là lưu trường chiếu nói đến em họ của hắn cũng là đáng tiếc năm đó cũng là người tài hoa ở ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự văn chương xuất chúng nhưng lại tự nhiên phát điên hả nghe ngươi nói chuyện này chắc chắn là hơi bí ẩn bên trong trước tiên không nên nóng vội Người nói một chút về tình hình của đảo người điên đi, những người khác trên đảo, có ai mắc bệnh này không? Thị vệ lắc đầu, hồi bẩm vương ra, toàn bộ người trên đảo người điên đều không bị mắc bệnh, điều này thật sự là rất kỳ quái, không có lý do gì một mình hắn mắc bệnh. Tô Thanh nhỉ hoặc hỏi, chẳng lẽ căn bệnh này không phải từ đảo điên truyền đến sao? Nói như vậy, mọi suy đoán của chúng ta trước giờ đều sai rồi, nhưng tại sao tên đại phu của cục huệ dân lại đưa em họ của Lưu Ngự Y về? đưa về rồi thu xếp ở đâu. Luật pháp đại chu có quy định, kẻ điên giết người sẽ bị nhốt ở đảo người điên. Cứ 3 năm một lần, các quan viên của Cục Huệ Dân sẽ ra đảo để kiểm tra, và những người khỏi bệnh có thể quay lại, nhưng họ vẫn bị giam để theo dõi. Tiêu Thác thản nhiên nói, ai biết được, lẽ nào có người giấu ở phủ Tô Thanh ngươi? Tô Thanh ngẩn ra, Tiêu Thác, người có ý gì? Tiêu Thác liếc mắt, cười lạnh một tiếng, không rõ sao. Tô Thanh người thích nhất kẻ điên, trần loan loan này là kẻ điên ngươi không cùng nàng ta qua lại sao tô thanh nói ta thấy ngươi mới là điên rồi đấy ngươi không thấy đang bàn chuyện quan trọng sao ngươi nhắc đến trần loan loan làm gì cô ta gần đây không phải cũng không bám lấy ngươi hay sao mộ dung khanh tức giận liếc nhìn hai bọn họ được rồi hai người không nghe nữa thì cút ra ngoài cho bổn vương tô thanh không nói nữa lại hung dữ chừng mắt lườm tiêu thác tiêu thác cũng chừng lại ai không có mắt chứ mộ dung khanh tiếp tục hỏi người còn phát hiện gì ở đảo người điên không thị vệ trả lời thuộc hạ không phát hiện điều gì bất thường tên điên nhà họ lưu có lẽ bị giam giữ riêng vì hắn rất hung hãn người canh giữ đảo người điên nói hắn một tháng phát điên mấy lần khi phát điên mà không tìm được ai để trút giận hắn sẽ tự đập mình vào lồng sắt có từng căn người không tô thanh vội hỏi thị vệ nói chưa từng người canh giữ nói nhiều lắm là đánh người hoặc tự mình đập vào lông sắt chứ không bao giờ căn người. Mộ Dung Khanh trầm tư một chút, lẽ nào đã đoán sai? Không, không thể sai, lúc đó hắn đến thôn Thạch Đâu bắt người, chính là tên điên họ lưu này. Lúc ấy có thể khẳng định rằng hắn là nguồn gốc của căn bệnh cương thi, chính hắn là người đã cắn người dân thôn Thạch Đầu trước. Hơn nữa, Hạ Hoè quân lúc đó còn cố ý để người này chạy, có thể thấy ông ta cùng người này có quan hệ mật thiết. Hiện tại, Hạ Thương Mai có ý gì không? mộ dung khanh bỗng nhiên nghĩ đến điều này tiêu thác nói cô ấy nhất quyết ở lại nghe cô ấy và trần loan loan nói muốn từ bị động chuyển sang chủ động chuyển bị động thành chủ động đúng vậy hôm nay trần loan loan còn đưa tin cho trưởng nữ nhà họ hồ mộ dung khanh suy nghĩ một chút đột nhiên cười bổn vương hiểu rồi là sao nghe nói trưởng nữ nhà họ hồ đã chủ động hẹn thái tử sau khi nhận được thư ở từ ái viện việc này đang lan truyền xôn xao khắp nơi mọi người đều nói rằng trưởng nữ nhà họ hồ đã động lòng với thái tử mộ dung khanh thản nhiên cười đúng vậy người nghĩ xem trưởng nữ nhà họ hồ động lòng với thái tử ai nên lo lắng đây đương nhiên là người trong tướng phủ chuyện này không lo làm sao được một khi trưởng nữ nhà họ hồ muốn làm thái tử phi với vị thế của nhà họ hồ vị trí thái tử phi này quá chắc chắn rồi cũng tốt làm lớn chuyện này lên trước hết làm họ rối loạn lòng mộ dung khanh trùng xuống có lẽ trước giờ hắn vẫn đánh giá thấp thương mai, có lẽ hắn nên yên tâm về cô, cô có đủ khả năng bảo vệ mình, còn có thể phản công nữa. Mộ Dung Khanh ra lệnh, người đâu, chuẩn bị ngựa. Đi đâu, tiêu thắc hỏi. Đương nhiên là đi xem chuyện vui, mộ Dung Khanh khóe miệng lộ ý cười. Tô Thanh cùng tiêu thắc nhìn nhau, sau khi ngây người đều hừ một tiếng, quay đầu, vẻ mặt tức giận. chương 254, thủ đoạn. Từ Ái Viện là một tổ chức từ thiện tự phát trong nhân gian, và người khởi xướng chính thức là lão gia nhà họ Hồ. Bây giờ, sau khi Hồ Hạnh Nhi đã tiếp quản tài sản của nhà họ Hồ, từ Ái Viện cũng do nàng ta phụ trách. Nàng ta đặc biệt mời Thái tử Điện Hạ đến gặp ở từ Ái Viện, vì đây luôn là nơi tin đồn lan truyền nhanh nhất. Nơi từ Ái Viện được xây dựng ở phía Nam Kinh Thành, xung quanh đều là nơi ở của những người dân bình thường và nghèo khổ. Những người này, hoặc là làm khổ lao ở bến cảng, hoặc là làm tiểu nhị trong các quán ăn lớn, có người còn làm hạ nhân hay làm công tạm thời trong các gia đình quan lại. Sức mạnh truyền thông của tầng lớp cấp thấp thật đáng kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn sẽ tạo ra áp lực dư luận. Thái tử được đại tiểu thư nhà họ Hồ mời, đương nhiên trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Thái phó nói với hắn ta, nếu được gia tài của nhà họ Hồ trợ giúp, cho dù mộ dung khanh muốn cướp đoạt Giang Sơn, hắn ta cũng có thể dễ dàng chấn áp được. Bởi vì, gia tài của nhà họ Hồ, đủ để hắn ta mua được những vũ khí tinh nhuệ nhất binh mã chất lượng nhất thuê những võ lâm cao thủ trong giang hồ về đôi khi tiền tương đương với quyền lực và tất nhiên nó phụ thuộc vào người nắm giữ tiên hắn ta đã chịu đựng quá lâu muốn nhanh chóng leo lên ngôi trên đế vị kéo mộ dung khanh xuống hắn ta đã phải nhìn mặt mộ dung khanh mà sống đủ lắm rồi một ngày còn mộ dung khanh ngôi vị thái tử của hắn ta chẳng khác gì bù nhìn cho nên mặc dù hắn ta không muốn tự ái việt nhưng thái phó nói, đến nơi đó một chuyến, có thể khiến bách tính biết đến hắn, cũng có thể khiến bách tính biết hắn là một thái tử quan tâm đến khổ đau của dân chúng thế nào. Vì thế, chuyện đến từ ái viện, cho dù nhà họ hồ không nói ra, thái tử cũng sẽ tự mình cho người giải tin ra ngoài. Hạ oanh nhiễm đương nhiên biết được điều này, nàng ta tức đến mức như muốn phát điên, dẫn theo nha hoàn qua đó. Ở trong đám người, nàng ta nhìn thấy thái tử rất quan tâm hồ hạnh nhi, hai người bước tới, tất cả bách tính cũng đi theo nàng ta thấy rõ sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người ghen tuông khiến mặt mũi nàng ta nhăn nhúm nắm chặt tay ẩn trong đám người theo hắn ta một đoạn sau khi thái tử xoay người bỏ đi nàng ta mặc kệ thân phật xông tới kéo lấy cánh tay hồ hạnh nhi tát vào mặt ả ta một cái hồ hạnh nhi không tránh không né một cái tát rơi thẳng vào mặt ả ta khuôn mặt trắng ngần bỗng chốc xuất hiện dấu tay ửng đỏ tiện nhân không biết liêm sỉ dám quyến rũ đường kim thái tử. Hạ oanh nhiễm tức giận đánh xong thì mắng. Hồ Hạnh Nhi giống như đang phải chịu uất ức rất lớn nói, ngươi là ai? Tại sao lại vu khống người khác? Ngươi không biết ta là ai, còn dám câu dẫn thái tử. Hồ Hạnh Nhi, ta đã biết ngươi từ lâu, người khác nói ngươi dụ dỗ, lấy sắc mà được lòng người nên mới có uy phong như ngày hôm nay. Không ngờ hôm nay ngươi lại dám động tay với thái tử, người tưởng mọi người đều là con rối trong tay ngươi mặc ngươi điều khiến sao. Hôm nay ta ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của ngươi để xem đại thiện nhân Hồ Hạnh Nhi rốt cuộc là loại người xảo trá như nào. Mọi người đều xôn xao và chỉ trích háo Anh Nhiễm nói bậy. Đại tiểu thư nhà họ Hồ là người tốt mọi người ở đây đều biết. Hơn nữa mọi người ai cũng đều được nàng ta cứu giúp qua. Sao nàng ta có thể là loại tiện nhân đó chứ? Hơn nữa Thái tử đến nay vẫn chưa có hôn phối. Hồ đại tiểu thư và Thái tử tình đầu ý hợp thì có vấn đề gì sao? Hạ Oanh nhiễm không ngờ mọi người lại trách ngược về mình, tức giận đùng đùng chỉ vào mặt Hồ Hạnh Nhi mắng đám người này đều bị ngươi mua chuộc rồi phải không? Ta cảnh cáo ngươi bộ dạng giả đơn thuần của ngươi chỉ có thể lừa được Thái tử nhưng không lừa được ta. Hồ Hạnh Nhi Dương Dương nhìn nàng ta, ngươi không được nói bậy, ta chẳng qua chỉ là cùng Thái tử đến thăm cô nhi quả phụ, làm gì có quyến rũ dụ dỗ nhau ở đây? Ba người Mộ Dung khanh, Tô Thanh và Tiêu Thác đứng ở bên tử lầu đối diện nhìn xuống. Tô Thanh có chút không hiểu hỏi, hồ đại tiểu thư này có chỗ nào hấp dẫn nhỉ? Cứ như thế mặc cho nàng ta đánh măng thì còn gì là kịch hay? Uất ức nhiều thế à? Ngay cả hạ oanh nhiễm cũng không xử lý nổi, hồ đại tiểu thư này e là cũng nói quá sự thật rồi. Tiêu thắc tuy không muốn hùa theo Tô Thanh, nhưng cũng không kìm được, nói, đúng vậy, nàng ta bị đánh, thái tử ở đó thì còn may ra, thái tử đi rồi, nàng ta đánh còn có ý nghĩa gì? mộ dung khanh cười nói cho nên nói các ngươi nhìn bất cứ việc gì cũng đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài thái tử đi rồi nhưng bách tính vẫn còn đó chuyện xảy ra hôm nay sẽ nhanh chóng chuyển đến tai hoàng hậu rồi chuyên đến tai thái hậu các ngươi nghĩ xem hoàng thái hậu sẽ thừa nhận một người cháu dâu đanh đá chua ngoa như thế sao đặc biệt phẩm hạnh của nàng ta đều bị bách tính nhìn thấy hết cho dù muốn che giấu cũng không được nhưng vì mấy câu chuyên miệng cho dù phải đánh chết cũng không có lợi gì hơn nữa cũng không biết hoàng thái hậu có chính thức hạ chỉ phế bỏ chuyện hôn sự này không tô thanh nói thương mai và hồ hạnh nhi đều làm như thế chính là tính ra được hoàng thái hậu sẽ hạ chỉ phế bỏ hôn sự này kỳ thực những người sáng giả dạ đều biết hoàng thái hậu chỉ là đang chờ một lý do một lý do có thế phá bỏ chuyện hôn sự lần này thái tử phi tương lại đánh người la hét trên đường các người cảm thấy có phải là một lý do tốt không tiêu thác nói thế thì phải hỏi lễ thân vương không cần hỏi nhiều nếu như hoàng huynh ở đây chỉ sợ là sẽ kéo hạ oanh nhiễm đến gặp hoàng thái hậu ngay lập tức rồi người đó là người tuyệt đối không dễ gì để một hạt cát lọt vào trong mắt mình được hồ hạnh nhi không đánh lại cũng là giúp hạ đại tiểu thư bên trong đúng là có huyền cơ tiêu thác nói mộ dung khanh xoay người đi chúng ta nên chuyển trận rồi chuyển trận còn đang mắng mà còn trận thứ hai sao tô thanh vội vàng hỏi mộ dung khanh mỉm cười đáp chắp tay phía sau lưng bước đi, các người cho rằng Hồ Đại Tiểu Thư sẽ chịu uất ức như vậy sao? Khi không bị đánh một bà tai là xong à? Đương nhiên là không rồi, chuyện này còn phải quậy cho một trận nữa, không thì, cho dù Hoàng Thái Hậu muốn phế hôn sự này, phía Hoàng Hậu cũng sẽ ngăn cản, bổn vương đoán, thương mai là muốn Hoàng Hậu không thể không đồng ý phế bỏ hôn sự này, từ bỏ cánh tay đắc lực của tướng phủ. Thần kỳ thế sao? Hai người phụ nữ quậy một trận thì có thể khiến Hoàng hậu từ bỏ tướng phủ đúng là nên phải xem để mở rộng tầm mắt. Hạ Anh nhiếm chỉ vào đầu Hồ Hạnh Nhi mắng một trận, lại cho thêm hai cái bạt tai, rồi vình váo hống hách chừng Hồ Hạnh Nhi nói, ta cảnh cáo người, sau này cách xa thái tử điện hạ một chút, không thì ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nàng ta dám làm như thế, đương nhiên là dựa vào thân phận thiên kim của tướng phủ rồi, cũng liệu được Hồ Hạnh Nhi không dám đến gần thái tử nữa. Muốn nắm chức cao, cũng phải suy tính thân phận của mình không phải sao là con gái thương gia, thận phận ti tiện, cũng không dám vọng tưởng được gả cho thái tử. Hồ Hạnh Nhi hiển nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, vâng, ta biết rồi, ta không dám gặp mặt thái tử nữa. Hạo Anh Nhiễm tỏ thái độ đắc ý, hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Hạo Anh Nhiễm một chút cũng không sợ chuyện hôm nay sẽ chuyển đến tai thái hậu, thái tử sẽ tự phân định rõ là nhà họ hồ quan trọng hay là tướng phủ quan trọng hơn. Nhưng mà, nàng ta nào biết, thái tử trong chiêu đã có được thế lực và quan hệ nhất định, cái còn thiếu chính là tiên. Bởi vì, hắn ta không có nhiếp chính, đương nhiên không thể moi một đồng nào từ quốc khố, muốn mua được binh khí, binh mã để củng cố thế lực của mình, bắt buộc phải có một số tiền lớn. Khi hạ oanh nhiễm đắc ý rời đi, không hề phát hiện ánh mắt Hồ Hạnh Nhi thoáng qua một chút khí lạnh. Hạ oanh nhiễm không biết Hồ Hạnh Nhi vươn lên từ nhà họ Hồ như thế nào, nếu như nàng ta biết, chỉ sợ là không dám hành động như ngày hôm nay chương 255, đánh một trận bỏ tức. Sau khi Hạ Oanh nhiễm rời đi, mọi người đều cảm thấy uất ức thay cho Hồ Hạnh Nhi, không ngừng trách mang Hạ Nhị tiểu thư hống hách kiêu ngạo. Hồ Hạnh Nhi cúi đầu bước vào từ hy viên với đôi mắt ngấn lệ. Cùng lúc đó, Hạ Oanh nhiễm lên xe ngựa rời đi. Thị nữ cười nói, mọi người đều nói Hồ Đại Tiểu Thư lợi hại thế nào, nô tỳ thấy chẳng qua là nói khoác, bị nhị tiểu thư đánh một trận khiếp vía, nàng ta chẳng dám hó hé một lời, nhìn bộ dạng yếu đuối như thế còn dám vọng tưởng gả cho thái tử sao. Hạ oanh nhiễm lần này cũng coi như được chút hết ra, nhưng nàng ta cũng hết cách, nếu không thủ tiêu hồ hạnh nhi, để thái tử động lòng thì càng thêm phiền phức. Mặc dù điều này đã làm hỏng hình ảnh của chính nàng ta hôm nay, nhưng đám bách tính thấp bé kia, sau này nàng ta cũng không tiếp xúc nữa, mặc kệ bọn chúng nghĩ thế nào thì nghĩ. Nàng ta phẫn hận nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cản đường ta bước lên ngôi vị thái tử phi nếu có lần sau nữa nhất định phải đánh gãy hai chân của Hồ Hạnh Nhi trước mặt ta. Đây là ước mơ duy nhất trong đời của nàng ta, nàng ta vì chuyện này mà trả giá rất nhiều, Hoàng Thái Hậu vẫn chưa hạ chỉ, mặc dù Hoàng Hậu nương nương tứ hôn, nhưng không thể định được thời gian thành thân, nàng ta rất nóng vội, vẫn luôn tự an ủi mình, nhưng mà, nàng ta biết chuyện này tồn tại rất nhiều biến cố, hôm nay nàng ta phải làm, chính là giải trừ hết mọi nguy hiểm tiềm tàng đặc biệt là hồ hạnh nhi chỉ là con gái của một thương gia đừng hòng cướp đi tất cả của nàng ta nhị tiểu thư trước mặt có một xe ngựa bị lật không thể qua được mã phu mở rèm nói hạ oanh nhiễm liếc mắt nhìn nàng ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa phía trước đang lật trên mặt đất chặn đường nàng ta đổi đường khác đi hạ oanh nhiễm nói được nô tài đổi một con đường khác mã phu năm lấy dây cương hướng xe ngựa về bên phải ở đây có một con đường tương đối hẹp chỉ cho phép một chiếc xe ngựa đi qua đi được nửa đường thì lại dừng lại hạ oanh nhiễm không vui mở màn ra nhìn lại sao vậy có vài thanh niên đứng ở phía trước xe ngựa trước mặt còn có một người khác thật ra là hồ hạnh nhi mà nàng ta vừa đánh bây giờ nàng ta đang khoanh tay đứng trước xe ngựa vẻ mặt không hê tiêu tụy và yếu ớt ngược lại còn có chút khinh bỉ là ngươi hạ oanh nhiễm chế nhạo ra khỏi xe ngựa đi tới bên người Hồ Hạnh Nhi, sao? Vừa nãy chơi chưa đủ sao? Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng của Hồ Hạnh Nhi, và đột nhiên đá vào bụng dưới của nàng ta, tiếp theo là một cú đấm, Hạ Anh Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ Anh Nhiễm không thể tin được rằng Hồ Hạnh Nhi khi nãy vẫn còn giả giả vâng vâng, đột nhiên trở nên hung tàn như một ác ma, nàng ta vươn tay ra để chống cự, nhưng Hồ Hạnh Nhi đã đấm rất mạnh, nàng ta bị đánh tới tấp, ngã xuống dưới đất. Mã Phu và thị nữ vội vã tiến về phía trước, nhưng họ đã bị ngăn cách bởi những người mà Hồ Hạnh Nhi dẫn theo. Người đứng đầu trong số họ nói, chúng ta oan có đầu, nợ có chủ, chỉ đánh hạ oanh nhiễm, người không liên quan mau tránh xa, tránh để bị thương oan uổng. Khi nhìn thấy Mã Phu và thị nữ đều bị dọa cho không dám đến gần. Nhưng ở ngã tư, không biết từ bao giờ, đã tấp nập những người bán hàng nhỏ lẻ vừa ngồi ở ngã tư vừa nói chuyện, cắt ngang đường vào, đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên cãi nhau, hơn nữa cái vã rất dữ dội, xô qua đẩy lại động tay động chân, âm thanh che đi tiếng nắm đấm gào thét sâu trong ngõ. Làm người đáng sợ nhất là, quá xem trọng bản thân mình, Hạ Oanh Nhiễm, nhớ bài học hôm nay, nếu như sau này ngươi không chết, chính là vì bài học làm người hôm nay ta dạy ngươi. Sau khi Hồ Hạnh Nhi đánh xong, giơ tay xoa xoa lấy nắm đấm của mình, lạnh lùng nói. Hạ Oanh Nhiễm bị đánh gãy một cái răng, một ngụm máu chảy ra, bất đắc dĩ đứng lên tức giận nhìn chằm chằm Hồ Hạnh Nhi, ta sẽ không bỏ qua, ngươi chờ đấy. Hồ Hạnh Nhi chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, nói tùy ngươi. Nói xong, nàng ta dẫn mọi người vào nhà dân bên cạnh con hẻm rồi đi thẳng từ cửa nhà dân ra bên kia. Thị nữ cùng Mã Phu lúc này mới dám tiến lên đỡ Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm nghiến răng nói, đi, báo quan. Báo quan, thị nữ giật mình, làm lớn thế sao, hay là mau chóng quay về tìm phu nhân, triệu tập người đánh ả ta một trận rồi thôi đi. Không hạ oanh nhiễm lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, đánh thiên kim tướng phủ, thái tử phi tương lại, ả ta nhất định phải chết. Mã Phu cho biết, ít nhất cũng phải ngồi thiên lao 3 đến 5 năm. Hạ oanh nhiễm trực tiếp đến hình bộ báo án, nhưng không đến nha môn của kinh triệu doãn. Nàng ta là con gái của tướng phủ và thái tử phi tương lai, nàng ta tin rằng chỉ có hình bộ mới có thể xét xử vụ án của nàng ta. Hình bộ vốn dĩ muốn gửi lại vụ án này cho nha môn của kinh triệu doãn những vụ đánh nhau, hình bộ không thụ lý, nhưng đột nhiên. Nhận được thư của nhiếp chính vương yêu cầu ông ta xử vụ án này, hơn nữa còn phải làm lớn chuyện lên. Hình bộ thượng thư biết, chuyện của tướng phủ, có khi muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không là điều không thể nào. Lần này Hồ Hạnh Nhi ra tay có hơi mạnh, nhìn mặt của Hạ Oanh Nhiễm, đúng là thê thảm. Tô Thanh gửi thư xong thì quay về từ lâu, đây là sản nghiệp của Hồ Hạnh Nhi, à không, của nhà họ Hồ, gọi một bàn đồ ăn ngon, hơn một nửa là tiêu thác và tô thanh gọi, vừa rồi đúng là rất hả dạ, nên mới ăn một bữa thịnh soạn. Không xem tuồng thứ hai này, đúng là cảm thấy khí thức trong bụng không có chỗ xả, xem được tuồng thứ hai này, cảm thấy thủ đoạn của Hồ Hạnh Nhi không kém gì hạ thương mai. Nghĩ đến thủ đoạn của hạ thương mai giết A Phát khi ở trong cung lúc đầu, đúng là thâm độc, chỉ một chiều, A Phát mất mạng, hơn nữa còn không chớp mắt. Mộ Dung Khanh uống trà, có vẻ như Thương Mai hiểu rất rõ Hạ Oanh Nhiễm. Biết rằng nàng ta sẽ báo quan, một khi báo quan, chuyện này sẽ được truyền ra nhân gian, chờ xem phản ứng trong cung, hơn nữa nhà họ Hồ cũng nên làm chút việc gì đó. Tiêu Thác gãi đầu, Hạ Thương Mai này, làm việc tại sao lại vòng vo như thế nhỉ? Phiên thật, Tô Thanh lạnh lùng nói, khúc gỗ như người biết cái gì. Đầu ngươi toàn là cỏ, sao biết sự tinh diệu của kế sách này. Một khi quậy chuyện này lên, mọi người đều cảm thấy nhị tiểu thư tướng phủ không hiểu chuyện, ngay cả tướng phủ cũng không hiểu chuyện, còn nữa, có thể thu hút chú ý của nhiều người. Địa điểm, tiêu thác đột nhiên tức giận đập bàn. Địa điểm nào, Tô Thanh không thể giải thích được. Nơi quyết đấu, Tô Thanh, có người không có ta. Tiêu thác đột nhiên bùng nổ, không phải đột nhiên, hôm nay hắn thật sự chịu đựng quá lâu. Mộ Dung Khanh đứng dậy, ai thua thì thanh toán, bổn vương đi đây. Thanh toán, không phải ăn chung sao, chỗ này mắc lắm. Không, không đánh, huynh đệ thân thiết làm sao có thể đánh nhau. Hai người đi theo mộ Dung Khanh ra ngoài, cười nói. Phải không, huynh, Tô Thanh hỏi tiêu thác. Tiêu thác khịt mũi, sờ sờ túi tiền, ngây người nói, ừ, đệ đệ. Mộ Dung Khanh nói, được, vậy thì huynh đệ hai người cùng nhau đi thanh toán, mỗi người một nửa. Mộ Dung Khanh đi thật xa, rất xa vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của Tô Thanh và Tiêu Thác. Món thịt xào là huynh gọi. Người gọi vịt tử tô đúng không? Súp này là người gọi đúng không? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 17.